Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 20. Triệu Vân Sinh căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thực lực lại như vậy khủng bố. Thằng nhóc này kết quả là từ nơi nào học được bản lãnh. Hắn khóe miệng từng ngụm khạc máu tươi, cho tới bây giờ không có như vậy chật vật qua. Hắn muốn đứng lên, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn gãy xương hơn nửa. Hắn chỉ có thể tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa người thanh niên kia. Cái này người thanh niên, thật là ngang trời xuất thế. Ở trước hôm nay, hắn từ chưa có nghe nói qua người đàn ông này hết thảy tin tức. Hoa Hạ võ đạo giới cũng không có thằng nhóc này truyền thuyết. Chí ít ở kinh thành võ đạo giới bên trong, cái thằng nhóc này không có tồn tại qua. Nhưng là giờ phút này hắn cường thế tới, đối với u hồn ngục giam mà nói, nhất định chính là mộng yểm à. Loại này người, cũng chỉ có vị kia có thể ngăn cản. Nhưng là vị kia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện à. Chẳng lẽ mình cũng phải chết tại đây tiểu tử trong tay. Diệp Thần hoạt động nửa mình dưới, ngược lại không gấp trước giết Triệu Vân Sinh. Thời khắc này Triệu Vân Sinh, đối với hắn mà nói, chính là tiện lệnh một cái. Như muốn giết, quá dễ dàng. Diệp Thần xoay người, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía cách mình chỉ có mấy mét phụ mẫu. 5 năm. Dòng dã 5 năm. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Thần nhi. Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung kích động nói. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, mình nhi tử sẽ như vậy đứng trước mặt bọn họ, thiết thiết thực thực đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, người một nhà còn có đoàn tụ có thể. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, cái đó đơn bạc thân thể lại có thể vác ở hết thảy các thứ này áp lực, niết bàn trở về. Đột nhiên, một tiếng, Diệp Thần quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Hắn Diệp Thần không quỳ thiên, không quỳ đất, chỉ quỳ phụ mẫu. Bành! Diệp Thần đầu lâu dập đầu trên đất. Hài nhi bất hiếu, tới trễ, để cho ba mụ ở u hồn ngục giam chịu khổ. Hắn thanh âm vô cùng kiên định. Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính vội vàng một bước tiến lên, đem Diệp Thần đỡ lên. Đứa nhỏ ngốc, ngươi quỳ cái gì? Chúng ta coi như ăn nhiều hơn nữa đắng, chỉ cần thấy được ngươi, cái gì cũng không trọng yếu. Ba người ôm nhau. Mỗi một người trong mắt cũng lóe lên lệ quang. Diệp Thần rất hít khóc, coi như lần đầu tiên tiến vào Côn Lôn hư, đụng phải các loại thống khổ và gặp trắc trở, cũng không có khóc qua, hết thảy, hắn cũng cắn răng kiên trì. Người đàn ông chỉ cho phép chảy mồ hôi, không thể rơi lệ. Đây là hắn nguyên tắc. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật không nhịn được. Ba mụ, ta bây giờ liền mang các người rời đi. Diệp Thần con người có một tia kiên nghị, Thương Hải Bình cho hắn vậy đạo linh phù cũng nhanh mất hiệu lực. Một khi mất đi hiệu lực, sẽ gặp có cực lớn thống khổ, càng đừng đề ra chiến đấu. Vì để đạt được an toàn, Diệp Thần lấy ra một bản cổ xưa lá bùa. Trên phù văn có khắc một nhóm hàng chữ viết. Vật này là ban đầu rời đi Côn Lôn hư thời điểm, lão đầu đưa cho hắn, để cho hắn bảo vệ tánh mạng. Chỉ có một bản. Bước vào linh phù một đạo sau đó, hắn phát hiện lão đầu cho hắn tấm bùa này giấy, bên trong lại thừa tái một đạo vô cùng lực lượng mạnh. Đủ để chống cự một vị cao cấp cường giả một kích. Ba mụ, ta nơi này có một thứ bảo bối, chỉ ít có thể ngăn cản cũng hoặc là trọng thương cường giả một kích, giọt máu dẫn động, các người ai nguyện ý giữ. Có thể ở thời khắc mấu chốt phòng thân. Diệp Thiên Chính mới vừa muốn nói chuyện, Giang Nữ Dung liền đem lá bùa kia cầm tới, ta so ba ngươi hiểu một ít, ta bảo quản. Diệp Thiên Chính bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói, thần nhi, nhà hết thảy đều là mẹ ngươi làm chủ, giao cho mẹ ngươi vậy đúng rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, vội vàng nói, không có bao nhiêu thời gian, chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Được. Ngay tại ba người chuẩn bị hướng bên ngoài lúc đi, một đạo cường đại chấn động ý tấn công tới. Toàn bộ u hồn ngục giam rơi xuống binh khí trực tiếp chấn vỡ. Có chút thực lực yếu cường giả, lại là tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Diệp Thần mặt liền biến sắc, ngón tay bóp quyết, một đạo bình phong che chở bắn ra, bảo vệ ba người. Hắn chau mày, tâm trạng bất an tựa như đang lan tràn. Hơi thở này lại như vậy khủng bố. Rốt cuộc là ai?
Thương Hải Bình thanh âm lại là ở Diệp Thần vang lên bên tai, Đồ Nhi, có người tới, đối phương rất nguy hiểm, người này, không phải kinh thành người võ đạo giới. Diệp Thần trong tay xuất hiện Trảm Long Kiếm, ý định giết người lan tràn. Ngay tại lúc này, trong miệng hộc máu Triệu Vân Sinh cười âm hiểm. Ta nói qua, các người ba người đều phải chết. Diệp Thần, người phá hư u hồn ngục giam, người căn bản không biết chạm tới lợi ích của người nào. Ta mặc dù trông coi trong u hồn ngục giam tất cả mọi người, nhưng là ngươi khẳng định không biết u hồn ngục giam sau lưng còn đứng một người. Người nọ để cho hoa hạ võ đạo giới cường giả cũng sợ hãi. Hắn giết ngươi như giết chết một con kiến vậy đơn giản. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, trong u hồn ngục giam mặt nhốt trước nhiều như vậy thân phận tôn quý cường giả, bọn họ thế lực sau lưng đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng là những thế lực kia căn bản không dám giống như ngươi như nhau dám đến đắc tội u hồn ngục giam. Ngươi cuộc đời này sai lầm nhất sự việc chính là phá vỡ u hồn ngục giam cửa vào. Ha ha ha! Nghe Triệu Vân Sinh thanh âm chói tai, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, chết! Trong tay Trảm Long Kiếm bắn đi ra ngoài, nhưng là còn không có chạm được Triệu Vân Sinh, một đạo giống như viễn cổ tiếng chuông thanh âm truyền tới. Con kiến hôi, người ta, người không tư cách động. Dứt lời, Diệp Thần trong tay Trảm Long Kiếm lại trực tiếp thay đổi phương hướng. Đinh, một tiếng, một cổ cường đại đợt khí phản lăn lộn, rất miễn cưỡng để cho Trảm Long Kiếm bắn vào trên tường. Ngay sau đó, một cái cụ già từ trong bóng tối đi tới. Cụ già già vẫn tráng kiện, tay cầm một cây long văn quải trượng, hai tụ khẽ vuốt, mang đến một hồi thanh gió, bất giác làm người ta tinh thần sảng khoái. Ánh mắt của lão già rất nhỏ, từ xa nhìn lại, thật giống như nhắm. Trên cổ hắn có một đạo xăm, xăm lại là một miếng màu đỏ cửa, trên cửa có khắc cổ xưa phản văn. Thần bí cực kỳ, giống như là nào đó cổ xưa ký hiệu. Triệu Vân Sinh thấy một màn này. Mừng như điên đến mức tận cùng, đại nhân, chính là người này phá hư người pháp khí, u hồn ngục giam vốn là không lành lặn, bị hắn như thế vừa vỡ xấu xa, chúng ta cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Nội bộ linh khí vậy hướng bên ngoài tràn ra, u hồn ngục giam bên trong vô số huynh đệ đều bị hắn chém chết, đại nhân có thể muốn là chúng ta trả thù à? Ông già nhìn một cái Triệu Vân Sơn, con người híp lại, không nhìn ra diễn cảm. Sau đó, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, hắn ánh mắt có trên cao nhìn xuống, coi rẻ chúng sanh cảm giác. Ta pháp khí, nhưng mà ngươi phá xấu xa. Hắn thanh âm vô cùng lạnh như băng, có một tia lạnh lùng ý. Không thể nghi ngờ. Diệp Thần không nói gì, quanh thân huyết sát bao trùm mở, chỉ có một tia đan điền chân khí đang vận chuyển. Trận chiến này xuống, hắn hao phí quá nhiều, như giờ phút này sẽ cùng trước mắt cái này ông cụ thần bí đối chiến. Cơ hồ không thể nào. Ta hỏi lần nữa, ta pháp khí nhưng mà ngươi phá hư. Dứt lời, một cổ cực mạnh uy áp xâm nhập tới, cường đại đợt khí lăn lộn, Diệp Thần thân thể chợt lui về phía sau. Thân thể lại là đụng vào vách tường trên. Sắc mặt trắng bệch, Giang nữ dung vội vàng vọt tới, đỡ Diệp Thần, quan tâm nói, thần nhi, ngươi có sao không? Diệp Thần lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, mụ. Ngươi còn nhớ ta cho ngươi tấm giấy bùa kia sao, chờ một hồi ta kéo người này, các người hướng bên ngoài chạy đi, u hồn ngục giam lối ra đã mở ra. Nếu như có người bất kỳ ngăn trở, hoặc là xuất hiện bất kỳ biến cố, sẽ dùng ta cho ngươi cái vật kia. Vậy ngươi đâu, thần nhi, ngươi làm thế nào? Giang nữ dung có thể cảm giác đến cái đó ông cụ thần bí cường thế. Thậm chí thực lực xa ở mình nhi tử trên. Cả nhà bọn họ đoàn tụ. Có ít thứ tự nhiên muốn cùng nhau đối mặt, tuyệt không thể để cho Diệp Thần bả vai gánh vác quá nhiều. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười lạnh nói, yên tâm, có vài người muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Nói xong hắn hoạt động nửa mình dưới, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái đó ông cụ thần bí. Lão bất tử đồ, pháp khí là ta phá hư thì như thế nào, người ngươi cũng là ta giết, thì như thế nào. Diệp Thần tức giận trong lòng ở cuộn sạch. Đại nhân, người này thủ đoạn rất quỷ dị, ta hoài nghi trên người hắn có bảo bối, nhất định phải đem hắn tru diệt. Triệu Vân Sinh kích động nói. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang khắp gian nhà, người quá nhiều lời. Một giây kế tiếp, một đạo đao gió cuộn sạch đi. Người ta, người cũng muốn giết,
nằm mơ. Ông cụ thần bí tay áo bảo vung lên, vậy đao gió trực tiếp phá xấu xa. Ở hắn trong mắt vậy con kiến hôi ở hắn trước mắt làm ra loại chuyện này thật là cực kỳ buồn cười. Hắn muốn đảm bảo người, coi như Diêm La Vương cũng đừng nghĩ mang đi. Đao gió bị phá, Diệp Thần không có chút nào như đưa đám, ngược lại khóe miệng xuất hiện một màn quỷ dị độ cong. Triệu Vân Sinh gặp mình an toàn, gương mặt đổi được dữ tợn, vừa định nói lời giống, một đạo kiếm ý phá không tới. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chính là mới vừa rồi cắm ở trên tường Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm cũng không phải là giống vậy binh khí, mà là một cái linh khí, càng bị hắn nhỏ máu nhận chủ, là hắn điều khiển. Hắn đao gió chỉ bất quá biện pháp che mắt mà thôi, hắn chân chính phải ra tay chính là Trảm Long Kiếm. Triệu Vân Sinh trong mắt trợn to, trơ mắt nhìn Trảm Long Kiếm phá vỡ cổ của hắn. Hắn đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất, gương mặt dữ tợn, đôi mắt trợn to. Máu tươi chảy như dòng nước đất đai. Ta muốn cho hắn chết, hắn thì nhất định phải chết. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, giống như hình thành một đạo bàn tay lớn, hung hãn phiến ở thần bí trên mặt của lão nhân. Rát! Rất đau! Thần bí sắc mặt lão nhân xanh mét, cho tới bây giờ không người nào dám khiêu chiến hắn uy tín. Cánh tay hắn chấn động một cái, trên đất một cái trường thương trực tiếp bay, cuốn lên cực kỳ kinh khủng sóng lớn hướng Diệp Thần đi. Trảm Long Kiếm, tới! Diệp Thần một tiếng giống giận, Trảm Long Kiếm cầm ở lòng bàn tay, một kiếm bổ ra. Vậy trường thương trực tiếp vỡ vụn, nhưng là đồng thời, dễ như bỡn lực vậy đụng vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, chật vật đến mức tận cùng. Đột nhiên, hắn ổn định thân hình, nhắm mắt. Câu thông luân hồi mộ địa. Thương Hải Bình bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này xuất thủ sau đó, ta liền muốn tiêu tán, hy vọng ngươi chớ quên tu tập linh phù một đạo. Còn có chúng ta lực lượng quyết định bởi tại ngươi thực lực, cái đó ông già rất mạnh, ta không xác định ta mượn ngươi thân thể có thể phát huy ra nhiều ít cường đại lực lượng. Sau ngày hôm nay, ngươi cố gắng đột phá ly hợp cảnh đi. Thương Hải Bình thật ra thì không muốn ra tay, hắn chỉ muốn để cho Diệp Thần đem linh phù một đạo phát huy. Bây giờ nhìn lại, mình như không ra tay nữa, vậy thì thật phiền toái. Ông cụ thần bí gặp Diệp Thần lại lúc này còn nhắm mắt lại. Cười lạnh một tiếng, ở ta trước mặt cũng dám cuồng ngông, chết đi. Một giây kế tiếp, trong tay hắn lại bắn ra một đạo đợt khí mang sát cơ lạnh như băng, biến ảo thành một thanh trường kiếm, hướng Diệp Thần cổ đi. Một kiếm này rơi xuống, đầu lâu tất chém. Hắn có tự tin này. Diệp Thiên Chính cũng không hy vọng mình nhi tử xảy ra chuyện, thành tựu phụ thân, hắn theo bản năng chắn Diệp Thần trước người. Cho dù hắn chẳng qua là một giới người bình thường, nhưng là thành tựu phụ thân, bảo vệ con cái, đây hoàn toàn là bản năng ý thức. Thứ không biết chết sống, hai cái đầu lâu ta muốn. Ông cụ thần bí hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chia làm hai, lại hình thành hai đạo kiếm ý. Mắt xem cái này hai đạo kiếm ý thì phải chém xuống Diệp Thần và Diệp Thiên Chính đầu lâu. Diệp Thần mở mắt ra. Đó là một cái dạng gì ánh mắt? Lạnh như băng. Không muốn. Dửng dưng. Cái ánh mắt này xuất hiện, làm cho cả u hồn ngục giam tựa như cũng động lại. Ngươi không nên động hắn, lại càng không nên tổn thương người nhà hắn, ta có thể cảm giác được hắn tức giận trong lòng, ta cũng rất tức giận. Bởi vì ta nói, bị ngươi xuất hiện hủy. Ngươi đáng chết. Một câu câu không giải thích được tiếng nói yên lặng rơi xuống. Vô cùng dửng dưng. Mấu chốt giọng điệu này giống như không phải xuất từ một cái tới tuổi 20 thiếu niên trong miệng, càng giống như là một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái vô hình tức giận. Sẽ ở đó hai đạo kiếm ảnh muốn rơi xuống nháy mắt, Diệp Thần môi khẽ nhếch, thật đơn giản phun ra một chữ, diệt. Dứt lời ngay tức thì, vậy hai đạo kiếm ý trực tiếp vỡ vụn. Lại là tiêu tán ở giữa trời đất. Phảng phất từ tới xuất hiện qua. Không chỉ như vậy. Cái đó ông cụ thần bí lại là lui về phía sau mấy bước. Trên mặt đều là kinh hoàng. Hắn chí cường một kích lại có thể bị một người thanh niên phá hư. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy phá hư. Đối phương thật giống như liền phun ra một chữ, thậm chí liền động thủ dự định cũng không có. Điều này sao có thể? Ông cụ thần bí trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, con người lại là khóa tới cực điểm.
Diệp Thần ngón tay bóp quyết, xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù chấn động một cái, hướng một bên bắn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chớp mắt ở giữa, linh phù hình thành một đạo hồng quang, xuyên thấu chặn một cái trận chắc như bàn thạch vách tường. Tất cả trở ngại không che giấu. Tựa như ở u hồn ngục giam rất miễn cưỡng mở ra một cái khang trang đại đạo. Các người đi trước, từ nơi này rời đi u hồn ngục giam. Diệp Thần giọng rất bình thản. Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính diễn cảm có chút cổ quái, không biết tại sao nhi tử thật giống như biến thành một người khác vậy. Giang Nữ Dung trước nhất kịp phản ứng, kéo lại Diệp Thiên Chính tay. Thiên Chính, chúng ta đi, chúng ta lưu ở chỗ này, chỉ cho thần nhi kéo chân sau. Hai người nhìn nhau, cũng từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấu kiên quyết, không do dự nữa, hướng Diệp Thần mở ra con đường kia đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại ông cụ thần bí và Diệp Thần. Người rốt cuộc là ai? Ông cụ thần bí từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Hắn khẳng định đối phương không phải mới vừa rồi thằng nhóc kia. Bỏ mặc khí thế và cảm giác cũng không giống nhau. Đối phương thậm chí để cho hắn có cảm giác liền vẻ nguy hiểm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mặc dù ta lực lượng bị trói buộc, không cách nào hoàn toàn thi triển, nhưng là ta muốn ngươi bỏ ra giá cực lớn. Thậm chí là chết. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, trong tay sử dụng một đạo linh phù. Linh phù bộc phát ra chói mắt ánh đỏ, tựa như một viên mặt trời đỏ, hướng ông cụ thần bí đi. Ông cụ thần bí thu hồi ý khinh thị, chân khí ầm ầm bùng nổ, một quyền hướng cấp tốc cướp được Diệp Thần đi. Nắm đấm của hắn hiện lên chói mắt ánh sáng tím. Đỏ tím lần lượt thay nhau, sáng chói hết sức. Bành! Mặt đất chấn động, toàn bộ u hồn ngục giam bị một cổ khí lãng cuộn sạch, một mảnh hỗn độn. Có thể gặp uy lực kinh khủng dường nào. Còn có hai canh. Đợt khí sau đó, bụi mù cuồn cuộn dậy. Chờ bụi mù tản ra sau đó. Diệp Thần và ông cụ thần bí rối rít tản ra. So sánh dưới, ông cụ thần bí chật vật rất nhiều, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Ngươi chẳng lẽ cũng là Côn Lôn hư đi ra? Ông cụ thần bí mới vừa muốn mở miệng, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bót! Một cái mang theo cực mạnh chân khí bàn tay, trực tiếp phiến ra. Một tát này, cường thế tới cực điểm. Ông cụ thần bí coi như muốn tránh vậy không tránh khỏi, theo bản năng lấy tay đi ngăn cản. Bành! Hắn cường ngạnh cánh tay trực tiếp bị tát mở, vậy kết kết thật thật một cái tát trực tiếp phiến ở ông già trên mặt. Một đạo màu đỏ dấu vết chỉ như vậy xuất hiện. Kinh người đến mức tận cùng. Ông già càng bị đẩy lui hết mấy bước, cả người hoàn toàn bối rối. Ai có thể nghĩ tới hắn thực lực lại đang hoa hạ sẽ bị người phiến như vậy chật vật. Mấu chốt động thủ vẫn là một người thanh niên. Diệp Thần nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tự nhủ, nếu như không phải là cổ thân thể này mới vừa rồi bị quá nặng tổn thương, hơn nữa chân khí không nhiều, một tát này, phỏng đoán có thể để cho lão ra đầu lâu trực tiếp hóa là xương máu đi. Đáng tiếc, ngay tại Diệp Thần lẩm bẩm lúc đó, ông già phản ứng lại, sắc mặt đều là vẻ nổi nóng. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lúc nào như thế bực bội qua. Giết! Nghĩ đến đây, ông già ý định giết người lẫm nhiên. Bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay, ta muốn đầu ngươi lô hiến tế. Ông già gầm thét sau đó, đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi không chút do dự vỗ vào trên ấn đường. Cơ hồ ngay tức thì, hắn khí thế nhảy lên tới một người vô cùng giới hạn. Mang thế dễ như bớn, giết tới Diệp Thần trước người. Thời khắc này hắn giống như một đầu dữ tợn cự thú, lộ ra răng nanh, muốn đem Diệp Thần sống cắn nát. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy đứng thẳng cây nạng đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Đây là hắn vũ khí, rất ít sử dụng, càng không biết ở hoa hạ võ đạo giới vận dụng. Cây nạng chấn động một cái, mặt gỗ hoành bay, lại biến thành một chuôi nhọn binh khí. Binh khí này có chút cổ quái, không giống kiếm, không giống súng, lại càng không giống như đao. Nhưng là trên dưới hai đầu nhưng là cực kỳ nhọn, nhọn chỗ, bốn bề hào phóng mở, tựa như sắc bén dao lam khảm nạm trong đó. Thấy ta binh khí người đều chết hết, người cũng không ngoại lệ. Quỷ dị kia binh khí, trực tiếp hướng Diệp Thần đâm tới. Không khí dạo dực, sát ý cuộn sạch,
ánh sáng lóe lên, khí lạnh bức người, trong chốc lát u hồn ngục giam binh khí cũng chấn động lên. Trừ Trảm Long kiếm. Diệp Thần rất rõ ràng, đối phương vũ khí trong tay bất phàm, ít nhất là một cái linh khí. Thằng nhóc, chết ở ta thủ hạ, người vậy đủ có tư cách đi dưới đất khoác lác, người yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi phụ mẫu vậy hành hạ chết. Cho dù ngươi là Côn Lôn hư cường giả, hẳn cũng phải chết. Một kích này, liền giống như tử thần liêm đao rơi xuống, chuẩn bị thu hoạch Diệp Thần sinh mạng. Thậm chí có một cổ vô hình uy áp phong tỏa hết thảy. Ở ông già trong mắt, Diệp Thần coi như không chết, vậy tất nhiên trọng thương. Đây là tự tin của hắn. Ở nơi này một kích muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần đưa tay ra, trong tay xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù bao quanh cánh tay, từng đạo sạch bóng lưu chuyển. Sau đó một đạo nhàn nhạt lời nói chỉ như vậy rơi xuống, Côn Lôn hư lại coi là cái gì? Ta Thương Hải Bình đứng ở đỉnh núi lúc đó, hết thảy cũng chẳng qua là bọt, ta như muốn nó hủy, nó vậy phải hủy. Ông già nghe nói như vậy tiếng nói, diễn cảm cơ hồ động lại. Thương Hải Bình, đây cũng là nơi nào toát ra tên chữ. Tên này lại vẫn nói có thể phá hư Côn Lôn hư. Côn Lôn hư ở hắn trong mắt chẳng qua là một đạo bọt. Khẩu khí này cũng quá mẹ hắn lớn đi. Hắn lấy là hắn là ai? Côn Lôn hư chí tôn cường giả. Người này phỏng đoán liền cho vị kia hoa hạ võ đạo giới người thứ nhất sách giày cũng không xứng. Nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này, hắn lạnh lùng nhìn mình một kích. Mà Diệp Thần đã đưa tay ra, không đúng, mà là chỉ một cái. Chỉ một cái chỉ như vậy điểm vào vậy vũ khí nhọn chỗ. Cái này ở ông già xem ra, nhất định chính là tự tìm cái chết. Hắn một kích này hàm chứa dạng gì lực lượng, hắn so người bất kỳ đều biết. Đừng nói chỉ một cái, coi như vực ngoại thép chế tạo linh thuẫn vậy không nhất định có thể ngăn trở. Tí tách. Nhưng ngay vào lúc này, quỷ dị chuyện xảy ra, Diệp Thần chỉ một cái và ông lão vũ khí đụng chạm, cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Đốm lửa nhỏ lóe lên. Hắn vũ khí chỉ như vậy dừng lại. Tựa như lún vũng bùn, ở nơi này một cổ hít thở khó khăn hơi thở bao phủ chính giữa, hắn vũ khí lại và hắn mất đi liên lạc. Thấy một màn này, ông già hận không được con ngươi trợn lên. Làm sao có thể? Hắn cho tới bây giờ cũng không có thất bại qua à? Vũ khí của ngươi, ở ta trong mắt và một đống sắt vụn không việc gì khác biệt, thậm chí còn không bằng. Dứt lời, Diệp Thần cầm vậy vũ khí, một đạo linh phù tác dụng với trên cánh tay. Thời khắc này hắn tựa như tay cầm sấm và ngọn lửa. Hai cổ lực lượng trực tiếp đem vậy vũ khí thay đổi đỏ thẫm. Giống như mới vừa nung đỏ thiết. Mấu chốt Diệp Thần nắm giống như là không có chuyện gì người vậy. Sắc sắc, vậy vũ khí trực tiếp bị tạo thành một đống sắt vụn, càng bị Diệp Thần tùy tùy tiện tiện nhét vào xó xỉnh. Ta thời gian không nhiều lắm, tiếp theo đưa ngươi lên đường. Diệp Thần bước chân lưu chuyển, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt của lão giả, sau đó một chưởng vỗ ra. Gà vườn chó đất, phá cho ta. Oanh! Diệp Thần đối mặt ông già theo bản năng ngăn trở, coi như vô vật. Tiếng nổ nổ tung, vô biên gió lớn cuộn sạch. Ông! Chỉ nghe một tiếng rên rỉ truyền tới, tay của lão giả cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn. Máu tươi nổ tung, xương trắng đều là hiện ra. Mặt hắn lên ảm đạm thất sắc, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng này, ông già chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần đối với tự mình ra tay, còn người co rúm lại, tê giống lên. Hắn lại thua ở một cái khí động cảnh tiểu tử trên tay, hơn nữa không có sức đánh trả. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu giao phong, vũ khí bị hủy, cánh tay chấn vỡ. Thậm chí vô cùng có thể lệnh cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Cái này làm cho hắn không thể tin. Phốc thử. Chẳng qua là, ngay tại ông lão rung động chính giữa, một hồi nặng nề xuyên thấu tiếng truyền tới, một khắc sau máu tươi phun ra. Ông già trợn to hai mắt, hắn há miệng, muốn nói, lại cũng không cách nào phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể chật vật nhìn vậy xuyên thấu ngực mình một đạo khí lưu, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ngực hắn xuất hiện một dấu bàn tay, trưởng ấn xuyên qua toàn thân. Sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua, thế giới trước mắt bắt đầu đổi được đen nhánh. Ta không cam lòng, nhưng là, người cũng đừng nghĩ dễ chịu,
thật ra thì chúng ta tới hai người, ha ha. Một câu nói này nói xong, tựa như đã tiêu hao hết khí lực của toàn thân, ông già phát ra chỉ có mình có thể nghe được không cam lòng tiếng gào thét. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, hắn thế giới hoàn toàn đen nhánh, cả người hướng phía sau ầm ầm ngã xuống. Hoàn toàn chết! Gió lạnh gào thét, đầy trời mùi máu tanh chính giữa, còn dư lại, chỉ có Diệp Thần đứng ngạo nghễ thiên địa hình ảnh. Màn này tựa như ngừng. Giải quyết cái này ông cụ thần bí, Thương Hải Bình liền tạm thời rời đi Diệp Thần thân thể, giờ phút này hắn bóng dáng yếu ớt đến mức tận cùng. Cơ hồ trong suốt. Hắn thi triển lực lượng càng mạnh, hao phí tốc độ lại càng mau. Luân hồi mộ địa tất cả cường giả, chẳng qua là một đạo thần hồn mà thôi. Diệp Thần vậy tỉnh hồn lại, hắn bên tai vang trở lại ông già sau khi chết câu nói kia, đột nhiên hắn con người co giúp một cái, cũng không để ý thương thế trên người, cấp tốc hướng lối ra đi. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại tới hai người. Hắn chém giết một người trong đó, nói cách khác bên ngoài còn có một người. Không tốt, phụ mẫu vô cùng có thể gặp nguy hiểm. Một hồi gió lớn ngay tức thì hướng u hồn ngục giam cửa ra vào cuộn sạch đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung đã tới u hồn ngục giam lối ra. Giang Nữ Dung trong tay nắm chặt Diệp Thần cho hắn đạo bùa kia, phụ nữ trực giác rất mãnh liệt, nàng luôn cảm giác sự việc không có đơn giản. Loại này dự cảm mãnh liệt là tới từ nàng huyết mạch trong cơ thể. Nàng huyết mạch và thiên phú thức tỉnh, lúc ấy cơ hồ kinh hãi toàn bộ hoa hạ võ đạo giới. Tất nhiên bất phàm. Đáng tiếc nàng đối với tu luyện không có hứng thú chút nào, tương đương với lãng phí một cách vô ích tốt như vậy tu vi. Duy nhất giá trị chính là kéo dài huyết mạch này. Nếu không nàng phụ thân ở biết nàng và Diệp Thiên Chính kết hôn, lại là mang thai tin tức, cũng không biết như vậy thốt nhiên giận dữ. Ở hoa hạ võ đạo giới, huyết mạch và linh căn đối với võ giả mà nói là cực kỳ đồ trọng yếu. Nếu như thật tốt lợi dụng, có thể để cho hoa hạ gia tộc trải qua hồi lâu không giảm. Nàng đại ca chính là như vậy. Bởi vì huyết mạch và linh mạch chắc tuyệt, trực tiếp bị Côn Lôn Hư một vị cường giả mang nhập tông môn. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng là thực lực tuyệt đối khủng bố. Có như thế một vị Côn Lôn Hư cường giả tồn tại, Giang gia cơ hồ ngồi vững vàng kinh thành gia tộc cao cấp ngai vàng. Ngay tại Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung xông ra nháy mắt, đã lâu không khí mới mẽ xông vào mũi. Giang Nữ Dung thời gian đầu tiên phát hiện nơi này là trường học. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp vui mừng, bước chân liền dừng lại, thân thể cơ hồ cứng ngắc. Trong mắt hiện lên kinh hoàng và kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện cách đó không xa đứng một cái ông già. Trực tiếp cắt đứt đường đi của bọn họ. Lão giả và mới vừa rồi u hồn ngục giam vị kia rất là giống. Hẳn là huynh đệ. Liền liền trên cổ xăm vậy giống nhau như đúc. Ừ, tại sao là các người đi ra? Tằng Thiên Hùng đâu? Cái đó ông già có nhiều thú vị nhìn trước mặt Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính. Ông già kêu Tằng Thiên Kỳ, là tiến vào u hồn ngục giam ông cụ kia đệ đệ. Hai người ở Côn Lôn Hư được gọi là Tằng Sát Nhị Tuyệt, coi như có chút uy danh. Tiến vào vô số, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mấu chốt bọn họ đứng sau lưng một cái tổ chức cường đại. Không người dám chọc. Giang Nữ Dung ngay tức thì kịp phản ứng, mới vừa muốn nói chuyện. Tằng Thiên Kỳ mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, hắn và ca ca hắn liên lạc, bị bấm đứt. Không chỉ như vậy, trong mắt hắn càng lóe lên một đạo mới vừa rồi Tằng Thiên Hùng chết đi hình ảnh. Đáng chết! Hắn không để ý tới hết thảy, năm ngón tay thành chộp, trực tiếp hướng Diệp Thiên Chính trừ đi. Xem ra ngươi hai người chúng ta phải cùng thằng nhóc kia là một phe, đã như vậy, cho ta chết nơi này. Giang Nữ Dung không do dự nữa. Mắt đẹp sinh ra một tia ý định giết người. Thiên Chính, ta tới giúp ngươi. Một giọt máu tươi trực tiếp từ nàng đầu ngón tay bắn ra, điểm ở đạo bùa kia giấy trên. Ánh sáng lóe lên, lá bùa đốt đốt, trong ngọn lửa, lại vọt ra khỏi một đầu sói to lớn hư ảnh. Sói to lớn hư ảnh trực tiếp hướng Tằng Thiên Kỳ đi. Gầm thét chi tiếng điếc tai nhức óc. Dữ tợn răng nanh làm cho lòng người sợ hãi. Tằng Thiên Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới hai cái không có gì tu vi người vậy mà sẽ có thủ đoạn như vậy. Một quyền hướng sói to lớn hư ảnh đi. Vốn cho là sói to lớn hư ảnh sẽ bị đánh tan,
lại không nghĩ rằng cái này sói to lớn cắn một cái ở hắn trên cánh tay. Cường đại cảm giác tê liệt để cho hắn sắc mặt đại biến. Giang nữ dung mắt xem vật này quấn lấy đối phương, liền vội vàng nắm được Diệp Thiên chính tay, hướng một hướng khác lao đi. Đi mau! Nàng có thể cảm giác được chồng mình đau đớn trên mặt vẻ. Chỉ vì là chồng nàng gãy một cái chân, chỉ có thể dựa vào chi giả chạy nhanh, loại này cảm giác đau đớn, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thiên chính, ngươi phải sống. Giang nữ dung nghiêm túc nói. Bội dung, nếu như không được, ngươi trước hết đi, thần nhi cần ngươi. Đừng nói nhảm, chúng ta hai vợ chồng gió to sóng lớn gì không gặp qua, không có việc gì. Hai người tốc độ càng ngày vậy càng nhanh. Mười mấy giây sau, sau lưng Tằng Thiên Kỳ cũng được công thoát khỏi con cự lang kia hư ảnh, trán tràn đầy đổ mồ hôi. Nhìn đi xa hai đạo thân ảnh, hắn cười lạnh một tiếng, dưới chân chân khí ngưng tụ, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Muốn chạy, chính là hai con kiến hôi chạy thoát sao? Một giây kế tiếp, Tằng Thiên Kỳ trong tay lại là xuất hiện một chuôi kiếm lạnh lẽo, không chút do dự hướng hai người chém tới. Một kiếm này, mang hắn lạnh như băng tức giận. Ngay tại kiếm ý muốn rơi xuống nháy mắt, một cái ăn mặc quần áo đen nam tử từ trong bóng tối đi ra, Tằng lão, dưới đao lưu tình, ta cần một người sống. Tằng Thiên Kỳ kiếm chỉ như vậy treo ở giữa không trung, cường đại kiếm gió đem Giang nữ dung một tia tóc xanh chặt đứt. Để cho Giang nữ dung và Diệp Thiên chính bất ngờ là, trong bóng tối người đàn ông kia bọn họ lại biết. Chính là Vân Hồ Sơn Trang muốn giết bọn họ kinh thành Long gia, Lâm Tuyệt Long. Chỉ bất quá Lâm Tuyệt Long nhìn như trẻ rất nhiều, không biết là không phải tu luyện nguyên nhân. Tằng Thiên Kỳ thấy Lâm Tuyệt Long, nhướng mày một cái, ngươi lại là ai? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Lâm Tuyệt Long cười một tiếng, xé ra áo sơ mi đen một cái nút cài, ngực hắn có một đạo xăm. Xăm lại là một miếng màu đỏ cửa, trên cửa có khắc cổ xưa phản văn. Và trên cổ hắn giống nhau như đúc. Giống như đây là nào đó tổ chức danh hiệu vậy. Tằng Thiên Kỳ sắc mặt hòa hoãn mấy phần, gặp người mình, liền buông kiếm trong tay xuống đi, hỏi, người muốn ai? Có ích lợi gì? Lâm Tuyệt Long cười một tiếng, ta muốn người đàn ông kia, trên người hắn có ta cảm thấy hứng thú đồ, vốn đang thương tiếc năm đó không có hỏi ra kết quả, hắn liền chết, bây giờ nhìn lại ông trời thì không muốn để cho hắn chết. Năm đó, Vân Hồ Sơn Trang đứt hắn một cái chân tựa hồ còn chưa đủ, bất quá lần này, ta sẽ không để cho hắn như thế dễ chết, hắn còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Tằng Thiên Kỳ con ngươi co rúm một cái, cánh tay chấn động một cái, đợt khí lăn lộn, Diệp Thiên Chính ngất đi. Thiên Chính, Giang nữ dung liều mạng vùng vẫy, nhưng là uy áp nhưng bao trùm mở, nàng nhúc nhích không được. Các người buông hắn ra, nếu không ta bảo đảm các người sẽ hối hận. Giang nữ dung thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Tuyệt Long cười một tiếng, đối với trong bóng tối nói một câu, đem người mang đi. Trong bóng tối ngay tức thì xuất hiện một cái trung niên nam tử vác hôn mê Diệp Thiên Chính hướng trong bóng tối đi. Lâm Tuyệt Long, ngươi nếu như dám động chồng ta một chút, ta và thần nhi sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Ta sẽ để cho Giang gia ra mặt, ta sẽ cầu ta Côn Lôn Hư đại ca ra tay. Giang nữ dung gần từng chữ. Mỗi một chữ cũng thừa tái nàng tức giận. Lại là lạnh như băng uy hiếp. Mười càng xong, ngủ ngon, ánh mắt và ngón tay có chút khó chịu, chờ nghỉ ngơi một hồi, lại tìm thời gian tiếp tục bùng nổ, mỗi ngày thức khuya và suốt đêm không đả thương nổi, chỉ có thể hết sức cập nhật. Lâm Tuyệt Long tựa như đối với Giang nữ dung uy hiếp không có một chút sợ, như cũ hướng trong bóng tối đi. Dẫu sao hắn tin tưởng thực lực của mình, đối chiến khẳng định thắng được không có bất kỳ huyền niệm gì. Lâm Tuyệt Long, ngươi sẽ chết rất thảm, ngươi căn bản không biết mình đang làm gì chuyện ngu xuẩn tình. Giang nữ dung gào thét nói. Đây là một cái vợ tức giận. Các nàng một nhà thật vất vả đoàn tụ, ai có thể nghĩ tới, nửa đường lại giết ra cái Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại, nhàn nhạt nói, Giang nữ dung. Người uy hiếp ở ta trong mắt không có bất kỳ giá trị gì, mời ngươi làm rõ ràng, ngươi đã bị Giang gia đuổi, Giang gia không thể nào sẽ giúp một tên phế nhân, còn như ngươi nhi tử, coi như không có chết, vậy thì như thế nào, hắn năm đó ở ta trong mắt là một tên phế vật, bây giờ cũng vậy.
Giang gia mặc dù là kinh thành gia tộc cao cấp, nhưng là ngươi đừng quên, ta Lâm gia từ trình độ nào đó mạnh hơn Giang gia gấp mấy lần. Nếu không năm đó ta ở Vân Hồ Sơn Trang diệt các người, Giang gia làm sao biết thờ ơ? Không phải bọn họ không biết, mà là bọn họ không có tư cách động. Đại ca ngươi cố nhiên ở Côn Lôn Hư, nhưng là ngươi không biết, ta cũng từ Côn Lôn Hư tới. Muốn không được bao lâu, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng biết bị ta Lâm gia nắm trong tay, ta Lâm Tuyệt Long sẽ trở thành là vương. Còn nữa, Diệp Thiên Chính đối với ta rất trọng yếu, hắn sẽ không chết, nếu như hắn nguyện ý nói ra một ít vật có giá trị, ta liền đem hắn đưa về, nếu không, các người một nhà đi ngay Âm Tào địa phủ gặp nhau đi. Nói xong, Lâm Tuyệt Long liền không có vào trong bóng tối. Biến mất trước, Lâm Tuyệt Long lời nói lạnh như băng từ trong bóng tối truyền tới, Tằng lão, người phụ nữ này không có giá trị lợi dụng, người giết chính là. Tằng Thiên Kỳ nhìn một cái nơi bóng tối, sau đó tầm mắt liền rơi vào Giang Nữ Dung trên mình, cười lạnh một tiếng, nguyên lai người chính là Hoa Hạ võ đạo giới vậy kinh thiên tai tiếng nhân vật chính Giang Nữ Dung. Năm đó Giang Nữ Dung bị trục xuất Giang gia, sự việc quá lớn, lớn đến liền Tằng Thiên Kỳ đều biết mấy phần. Giang Nữ Dung vốn là thiên chi kiều nữ, chân chính thiên tuyển người, bất kể là cổ võ hay là tu luyện, chỉ cần bước vào mấy phần, thành tựu tuyệt đối không thấp. Nhưng là Giang Nữ Dung nhưng bởi vì mình tự do phóng khoáng rất miễn cưỡng đem một bộ bài tốt đánh nát. Sự kiện kia không chỉ chấn động Hoa Hạ võ đạo giới, thậm chí liền lui tới Côn Lôn Hư và Hoa Hạ người tu luyện cũng hơi có nghe đồn. Giang Nữ Dung mắt đẹp hung tợn nhìn về phía Tằng Thiên Kỳ, lạnh lùng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng là ngươi sẽ là ngươi được là bỏ ra giá thê thảm. Tằng Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, hừ, một người chết cũng dám lời lừa dối, ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Ta sẽ đem đầu ngươi lô tự mình đưa cho Giang gia. Một giây kế tiếp, Tằng Thiên Kỳ kiếm trong tay liền không chút do dự hướng Giang Nữ Dung trắng nõn cổ đi. Mắt xem thì phải rơi xuống, một đạo thân ảnh cấp tốc cướp tới. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần từ u hồn ngục giam lao ra nháy mắt, liền chú ý đến Tằng Thiên Kỳ sẽ đối mẫu thân động thủ. Hắn trong lòng thốt nhiên giận dữ. Trong tay bắn ra một đạo linh phiêu. Không chỉ như vậy, Trảm Long kiếm cũng là đồng thời bắn đi ra ngoài. Hai đạo vận chuyển tốc độ cao sắc bén phá vỡ chân trời, tựa như xé hắc dạ. Đinh! Hai cổ lực lượng trực tiếp đụng vào Tằng Thiên Kỳ trên trường kiếm. Trường kiếm bị đánh bay, ở trên không một chuyển, cuối cùng cắm ở trên mặt đất. Tằng Thiên Kỳ cánh tay cảm nhận được cường đại lực phản chấn, hắn tự nhiên chú ý tới Diệp Thần xuất hiện, còn người hơi co giúp một cái. Hắn nhưng mà biết thằng nhóc này giết hắn huynh đệ Tằng Thiên Hùng. Mấu chốt Tằng Thiên Hùng thực lực mạnh hơn tại hắn. Nếu như hắn và thằng nhóc này chiến đấu, coi như không chết, vậy phải bỏ ra giá cực lớn. Cho dù trong lòng tức giận, nhưng là cân nhắc sau đó, hắn vẫn là quyết định rời đi. Muốn báo thù được khác tìm cơ hội, chỉ ít trước tăng lên mình thực lực. Không do dự nữa, hắn quanh thân phun trào ra cuồn cuộn hắc vụ, hướng trong bóng tối lao đi. Muốn đi, không cửa. Kiếm tới. Trảm Long kiếm bay đến Diệp Thần lòng bàn tay. Thời khắc này Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, cánh tay nổi gân xanh, hắn uống nhiều đan dược, đan điền sinh ra đạo đạo chân khí. Cho ta lưu lại. Một tiếng thét dài, quanh thân chân khí dưới vào đến Trảm Long kiếm chính giữa. Hắn nhìn thân kiếm tràn ngập ánh sáng, cảm thụ trường kiếm chấn động, ánh mắt điên cuồng. Bất kỳ đối với hắn phụ mẫu sinh ra uy hiếp người, đều phải chết. Bất luận trả giá cao gì. Nếu không vô cùng hậu hoạn, hắn có thể cảm giác được mình thân thể thuộc về nào đó tan vỡ trạng thái. Nhưng là phá sau đứng. Trong cơ thể đột phá cảm giác vậy càng phát ra mạnh mẽ. Hắn thậm chí cảm thấy, lần này sau đó, chỉ phải có đầy đủ linh khí và đầy đủ thời gian, hắn là có thể trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới lớn. Tiến vào ly hợp cảnh. Giờ khắc này, hắn bước ra một giọt máu tươi, sử dụng bổn mạng linh phù. Máu tươi rơi vào bổn mạng linh phù nháy mắt, đợt khí bùng nổ, động đất đáng. Ông! Cường đại năng lượng quán chú dưới. Thân kiếm chấn động, phát ra từng cơn khẽ rên. Một giây kế tiếp, Trảm Long kiếm bay ra ngoài, đi đôi với một cái huyết long lao ra trong cơ thể. Huyết long đồ sộ há miệng một cái, bao quanh Trảm Long kiếm,
đánh đâu thắng đó, nếu như thiên quân vạn mã hướng Tằng Thiên Kỳ đi. Trường kiếm chém ra, Diệp Thần như quân vương hạ xuống, thế không thể đỡ. Tằng Thiên Kỳ cảm giác được sau lưng ý định giết người, sắc mặt trắng bệch, trong tay lấy ra một khối ngọc bội ngăn cản ở trước người, một miếng hồng môn hư ảnh bỗng nhiên mà thành. Cái này hồng môn chính là trên cổ hắn vậy đạo văn thân. Hồng môn xuất hiện, lộ ra cực kỳ lực lượng thần bí, làm cho lòng người sợ hãi. Bành! Trảm long kiếm đụng vào hồng môn trên, ngọc bội vỡ vụn. Hồng môn sụp đổ. Trảm long kiếm lực lượng bị vô hạn xúc giảm. Bỗng nhiên như vậy, cái này ẩn chứa Diệp Thần máu tươi và bổn mạng linh phù một kích vẫn là mạnh mẽ, một kiếm trực tiếp đâm rách Tằng Thiên Kỳ thân thể. Huyết dịch tràn vào vẩy, chật vật cực kỳ. Từng kỳ hợp kim gương mặt dữ tợn, nặng nề nện xuống đất. Hắn đan điền bị đâm xuyên qua. Hắn cưỡng ép chống đỡ mình đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng trong bóng tối đi. Không biết sống chết, chỉ ít trở thành một tên phế nhân. Diệp Thần không có tiếp tục đi truy đuổi, hắn chỉ như vậy đứng, thân thể truyền tới cực mạnh mệt mỏi cảm giác. Lại tựa như bị dù sao cũng còn kiến phệ cắn thân thể. Huyết khí trong cơ thể dâng trào, một tia đột phá ý từ trong đan điền tràn ra. Diệp Thần cưỡng ép đem loại cảm giác này đè ép xuống, sau đó nhìn về phía mẫu thân, hắn lúc này mới phát hiện chỉ có mẫu thân một người. Mụ, ba đi nơi nào? Hắn thanh âm có chút yếu ớt và run rẩy. Giang nữ dung ngẩn ra, nàng rất biết mình nhi tử hiện tại thân thể thừa nhận dạng gì áp lực. Nàng làm một mẫu thân, nhìn rất là đau lòng. Nàng hy vọng mình nhi tử thừa nhận hết thảy các thứ này. Suy tính mấy giây, nàng đem nước mắt nín trở về, sau đó cười một tiếng, thần nhi, người trước nghỉ ngơi cho khỏe, trễ giờ liền gặp được hắn. Diệp Thần gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hắn bây giờ không có suy nghĩ nhiều quyền lực. Trong đầu lại là truyền đến Thương Hải Bình thanh âm yếu ớt, đồ nhi, nhanh lên tìm địa phương đột phá, ta lập tức phải biến mất. Bây giờ còn dư lại lực lượng, còn có thể chúc ngươi giúp một tay. Diệp Thần hướng mẫu thân đi tới, hắn hai chân như quán duyên vậy, mụ, ta ở giáo viên nhà trọ có một căn hộ, chúng ta trước đi nơi đó. Giang nữ dung gật đầu một cái tay đỡ Diệp Thần, hướng có ánh sáng địa phương đi. Ngay tại hai người rời đi mây và hồ thời điểm, Giang nữ dung bước chân dừng lại. Bởi vì tiếng bước chân từ cách đó không xa truyền tới. Mơ hồ bây giờ thật giống như có một cái cao lớn cao ngất người đàn ông đi tới. Giang nữ dung bản năng giữ địch ý. Chẳng lẽ Lâm Tuyệt Long lại xuất hiện? Lâm Tuyệt Long thật muốn đem cả nhà bọn họ hủy diệt. Bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi. Mà giờ khắc này Diệp Thần vậy con ngươi lóe lên sắc bén, nhìn trong bóng tối bóng người, hắn tùy thời chuẩn bị động thủ. Chân thực không được, liền đem duy nhất còn dư lại tòa mộ kia bia dẫn động. Nhưng là rất nhanh, hai người cũng thư giãn xuống. Lần này, tới không phải người khác, mà là Giang Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong từ đài võ đạo chạy tới, chỉ bất quá muốn xem Diệp Thần có hay không xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng, hắn xuất hiện trước mặt không riêng gì Diệp Thần. Còn có cái đó bị kẹt ở u hồn ngục giam muội muội, Giang Nữ Dung. Hắn thân thể cơ hồ hóa đá. Ở Hoa Hạ võ đạo giới có cái quy củ bất thành văn. Chỉ cần bị kẹt ở u hồn ngục giam trong, cả đời cũng đừng nghĩ đi ra. Bất kỳ thế lực cũng không có tư cách quấy nhiễu. Nhưng là trước mắt vậy là cái gì quỷ? Giang nữ dung lại từ trong u hồn ngục giam đi ra. Hắn ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, càng mang một vẻ hoảng sợ, sau đó, hắn đem tầm mắt rơi vào mây và hồ phương hướng. Mây và hồ hoàn toàn khô khốc, mặt đất chia năm xẻ bảy. Mà chia năm xẻ bảy trung ương là một cái to lớn cửa hang, còn lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hắn rất rõ ràng, đó phải là u hồn ngục giam cửa vào. Cửa vào được mở ra, cũng hoặc là nói, thật giống như bị người rất miễn cưỡng đập mặc. Làm sao có thể? Hắn trong lòng tung lên mọi thứ sóng gió kinh hoàng. U hồn ngục giam ở Hoa Hạ nhưng mà có phòng thủ kiên cố danh xưng là, lại là vô cùng thần bí. Người bình thường muốn phát hiện cũng không phát hiện được, nhưng là giờ phút này lại bị người đập mặc cửa vào. Giang Kiếm Phong kinh hãi trong mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần yếu ớt. Chẳng lẽ là thằng nhóc này đập mặc? Nghĩ đến đây cái, tim hắn tựa như đều phải nhảy ra.
Mấy giây sau đó, hắn lắc đầu một cái, Diệp Thần tuổi tác đặt ở trước mắt, cho dù thiên phú không tệ, nhưng là loại này lực lượng, hắn bây giờ tu vi và thực lực căn bản không có thể nắm trong tay, xem ra cái này kinh thành đại học sư phạm đến lúc đó phải thật tốt điều tra một phen. Ở hắn trước khi tới, tất nhiên xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự việc. Nếu không không thể nào dẫn động loại này động đất. Giang Nữ Dung không để ý đến Giang Kiếm Phong, trực tiếp đỡ Diệp Thần thác thân đi. Tựa như Giang Kiếm Phong ở nàng trong mắt chính là một đoàn không khí mà thôi. Chờ Giang Nữ Dung và Diệp Thần rời đi sau đó, Giang Kiếm Phong thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, ta bây giờ ở kinh thành đại học sư phạm, u hồn ngục giam cửa vào bị phá, không xác định bên trong đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho phía trên, để cho phía trên ra tay đi. Nếu như người ở bên trong không có chết, một khi thả ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kinh thành đại học sư phạm, giáo viên nhà trọ 1002. Giang Nữ Dung đem Diệp Thần vịn ở phòng khách trên ghế salon nghỉ ngơi. Thần Nhi, người cảm giác thế nào? Có cần hay không mang ngươi đi bệnh viện? Diệp Thần cười một tiếng, lắc đầu nói, mụ, những năm này, ngươi nhi tử học được một ít thứ, bàn về y thuật, ta ở Hoa Hạ đủ để xưng thần. Giang Nữ Dung liếc một cái Diệp Thần, hết sức nói mê sảng, cái gì thần không thần, như thế nào đi nữa, ngươi đều là nhi tử ta, nếu như đến sáng sớm ngày mai ngươi sắc mặt vẫn là khó như vậy xem, ta phải mang ngươi đi xem bác sĩ. Ở Giang Nữ Dung trong mắt, Diệp Thần tất nhiên bước lên võ đạo, hắn mới có thể có thành tựu bây giờ, tuyệt đối là liều mạng tu luyện kết quả. Nếu tu võ đạo, lại làm sao có thể sẽ có tâm tư đặt ở y đạo trên? Diệp Thần căn bản không dự định phản bác, vội vàng nói, đúng rồi, mới vừa rồi ngươi và ba là cùng đi ra, sau đó hắn đi nơi nào? Giang Nữ Dung diễn cảm biến đổi, mới vừa muốn giải thích, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thần Nhi, ngươi ngồi, ta đi mở cửa. Giang Nữ Dung vội vàng nói. Sau đó, nàng đi tới cửa, cửa mở ra, đứng ở phía ngoài một cái khá là tinh xảo cô gái. Cho dù Giang Nữ Dung ở kinh thành gặp qua không thiếu người đẹp, thấy trước mặt cô gái, vẫn là hơi có chút thất thần. Ngươi là, đến tìm Thần Nhi. Giang Nữ Dung mở miệng nói. Cửa Ngụy Dĩnh ngẩn ra, nàng phát hiện nữ nhân trước mặt và Diệp Thần có chút giống nhau, ngay tức thì nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ ửng, thanh âm run rẩy nói, a di, ta là Diệp Thần đồng nghiệp, ta liền ở cách vách, mới vừa nghe được nơi này có động tĩnh, sẽ tới xem. Giang Nữ Dung nhìn một cái Ngụy Dĩnh, nàng người thành tựu làm sao có thể không nhìn ra Ngụy Dĩnh trong lòng tình cảm, liền nói, Thần Nhi ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi vào đi. Ngụy Dĩnh khoát tay lia lịa, a di, trễ như vậy ta liền không quấy rầy, ta liền ở cách vách, a di, nếu như ngài và Diệp Thần có cần gì giúp đều có thể đến tìm ta. Giang Nữ Dung mỉm cười cười một tiếng, được, cảm ơn ngươi. A di, trong phòng ta nước còn nấu, liền không quấy rầy, Diệp Thần không có sao liền tốt. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền chạy mất dạng. Nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, sớm biết liền trang điểm đi ra. Cũng không biết mình như vậy, có thể hay không cho Diệp Thần mẫu thân lưu lại xấu xa ấn tượng. Giang Nữ Dung đóng cửa lại, đi tới phòng khách, đối với Diệp Thần nói, Thần Nhi, bên ngoài có cái xinh đẹp quá cô gái tìm ngươi, nói là ngươi hàng xóm, ta xem cô bé kia thật không tệ. Diệp Thần uống một hớp, cười khổ một tiếng, mụ, nàng chẳng qua là bạn của ta, ngươi đừng đoán bậy bạ, đúng rồi, ba rốt cuộc ở đâu. Giang Nữ Dung trong mắt thoáng qua vẻ bối rối. Suy tư mấy giây liền nói, mới vừa rồi chúng ta rời đi u hồn ngục giam thời điểm, nổi lên sương mù, hai người chúng ta tách ra, mơ hồ bây giờ nghe được ba người nói phải về Ninh Ba cầm một món đồ, lập tức sẽ trở lại kinh thành tới và chúng ta đoàn tụ, ngươi đừng lo lắng, ngươi thật tốt vận công chữa thương. Đúng rồi Thần Nhi, ta cảm giác có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không quấy rầy ngươi. Nói xong, Giang Nữ Dung không cho Diệp Thần phản ứng thời gian. Liền hướng một cái gian phòng đi. Diệp Thần mặc dù nghi ngờ trong lòng trùng trùng, nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là nhanh lên điều chỉnh thân thể, sau đó đột phá. Hắn có thể cảm giác lần này đột phá ý cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể một lần hành động đột phá ly hợp cảnh. Giang Nữ Dung trở về phòng thời điểm, thuận tiện đem trên bàn điện thoại di động mang đi. Đến gian phòng,
Trên mặt nàng thư thái hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lau một cái cực kỳ ngưng trọng nghiêm túc. Nàng sở dĩ tạm thời hướng Diệp Thần giấu giếm, là bởi vì là nàng rõ ràng Diệp Thần. Nếu như bị Diệp Thần biết, hắn phụ thân bị Lâm Tuyệt Long mang đi, hắn tất nhiên sẽ không để ý thương thế đi tìm Lâm ra phiền toái. Giang Nữ Dung ở kinh thành trưởng thành, nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng Hoa Hạ võ đạo giới cùng với kinh thành thế cục. Lâm gia không đơn giản, thậm chí và Côn Lôn Hư vậy có liên quan rất lớn. Hơn nữa ngày hôm nay ngực hắn vậy đạo văn thân, hẳn là chỗ đó một thế lực nào đó. Nàng thành tựu mẫu thân, không hy vọng con mình lại bí quá hóa liều. Giang Nữ Dung yêu sầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy tính hồi lâu, vẫn là cầm lên điện thoại di động, bấm một cái mã số. Hồi lâu, điện thoại thông. Ta là Giang Nữ Dung, giúp ta an bài một chút, ta muốn đi Giang gia. Bên đầu điện thoại kia ngẩn ra, tới đây mấy giây, một giọng già nua vang lên. Tiểu thư, lão gia là không thể nào gặp ngươi. Giang Nữ Dung con ngươi lộ ra kiên nghị, tiếp tục nói coi như hắn không gặp ta, ta cũng muốn gặp, ta bị đuổi Giang gia không có sai, nhưng là trên người ta từ đầu đến cuối chảy xuôi Giang gia máu. Người giúp ta hỏi hắn, ta mẫu thân là chết như thế nào? Năm đó sự kiện kia, ai chịu trách nhiệm tránh? Bên đầu điện thoại kia ông già nghe được câu này, thở dài một hơi, được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi nguyên thoại chuyển báo cho lão gia, nếu như lão gia vẫn không muốn gặp ngươi, ta vậy không có cách nào. Cảm ơn. Giang Nữ Dung cúp điện thoại. Mười mấy giây sau, nàng lại bấm một số điện thoại, ngươi hẳn ở tỉnh An Huy đi. Ta hy vọng ngươi tới kinh thành một chuyến, ta bây giờ cần ngươi hỗ trợ. Được. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo kích động thêm thanh âm run run. Sau đó, Giang Nữ Dung bấm điện thoại thứ ba. Cú điện thoại này là cho Giang Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong, ngày mai buổi sáng 8 giờ, chỗ cũ gặp, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Bên đầu điện thoại kia Giang Kiếm Phong cười khổ mấy tiếng, nói thế nào đi nữa, ta cũng là anh hai ngươi. Ngươi lại không thể không thẳng tắp hô ta tên chứ. Ta năm đó bị hắn đuổi ra khỏi Giang gia sau đó, liền đổi lời nói, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không gọi thông ngươi điện thoại. Giang Kiếm Phong thở dài, được rồi, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Ba điện thoại kết thúc sau đó, Giang Nữ Dung rơi vào trầm tư, trong mắt của nàng nhiều một tia giàu kinh nghiệm và đoạn tuyệt. Nàng chỉ như vậy dựa vào cửa sổ đứng, dòng dã đứng hai tiếng. Hai cái giờ này, không có ai biết nàng đầu óc bên trong đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết là nàng thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Hai tiếng sau đó, nàng ngồi xếp bằng, lại bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Nàng không thể không hướng thực tế thỏa hiệp. Ở cái thế giới này, núp ở bề ngoài phồn vinh xuống là một mảnh bóng tối và là máu. Nàng kháng cự mấy chục năm đồ, giờ khắc này, nàng cảm thấy có cần phải cầm chặt, thành là nàng vũ khí. Mặc dù đã muộn, nhưng là nàng huyết mạch và linh mạch không có đổi qua, vẫn là Hoa Hạ võ đạo giới nhất nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần nàng muốn, nàng là có thể so tất cả mọi người xuất sắc và mạnh mẽ. Diệp Thần liều mạng như vậy bảo vệ bọn họ, năm năm này không biết bị khổ như thế nào, mà bây giờ, nàng cũng muốn đem hết toàn lực bảo vệ con mình và trưởng phu. Phòng khách. Chờ Giang Nữ Dung sau khi tiến vào phòng, Thương Hải Bình hư ảnh liền hiện ra. Hắn hư ảnh cơ hồ trong suốt, tựa như lập tức phải tiêu tán. Hắn nhìn một cái ngồi xếp bằng Diệp Thần, nói, đồ nhi, vốn muốn cho ngươi nắm trong tay linh phù một đạo, bây giờ nhìn lại, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi. Diệp Thần mở mắt ra, mới vừa muốn đứng lên, Thương Hải Bình dày chi tiếng vang lên, đừng động, vi sư liền nói mấy câu. Ngươi hôm nay liền đem hết toàn lực đột phá ly hợp cảnh, chờ ngươi bước vào ly hợp cảnh sau đó. Vị kế tiếp tiền bối, sẽ nói cho ngươi một ít luân hồi mộ địa sự việc, đến lúc đó ngươi liền sẽ hiểu ngươi trên vai cái thúng rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Ta mặc dù là một đạo thần hồn, bản thể còn ở hay không vậy không nói được, nhưng là ta Thương Hải Bình, thậm chí còn nơi này mỗi một vị cường giả, cũng đem ngươi chân chân thiết thiết làm đồ đệ, không có phân nửa tư tâm. Chỉ hy vọng ta tiêu tán sau đó, ngươi có thể đem linh phù một đạo phát huy. Thân thể ngươi bổn mạng linh phù cùng với vậy cái huyết long hư ảnh, nhớ thật tốt lợi dụng, hai thứ đồ này ở lúc cần thiết bùng nổ lực lượng, thậm chí có thể vượt qua chúng ta giúp ngươi lực lượng, tiềm lực vô hạn. Đồ nhi,
hy vọng chúng ta có thể có cơ hội tạm biệt. Dứt lời, Thương Hải Bình chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường. Hắn bóng người hoàn toàn tiêu tán, lại là hóa là đạo đạo ánh sáng chui vào Diệp Thần ấn đường. Mà giờ khắc này, Diệp Thần phát hiện, một cổ cực mạnh đột phá ý dường như muốn lao ra hắn thân thể. Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, một cái huyết long hư ảnh trực tiếp từ trong cơ thể hắn vọt ra. Khí tức cường đại bao trùm mở. Trong cơ thể năng lượng, lao nhanh không ngừng, như nước lũ náo động, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Lần này đột phá cảm giác, so mấy lần trước còn cường liệt hơn. Phá vỡ cho ta. Làm cái này một cổ năng lượng đạt đến cực hạn, Diệp Thần lòng, bỗng nhiên đông lại một cái, trầm giọng quát lên. Theo thanh âm này rơi xuống, cái này một cổ kinh khủng năng lượng hướng một tầng trở ngại đụng đi. Cực kỳ dễ dàng, trực tiếp phá vỡ. Thật là như thể phá trúc. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể, tựa như mở ra một cái thế giới mới. Nhưng là thời khắc này hắn vẫn chưa có hoàn toàn phá vỡ ly hợp cảnh vậy đạo trói buộc. Diệp Thần không do dự nữa, ý niệm dưới sự khống chế, phóng thích luân hồi mộ địa. Thời khắc này hắn tựa như ở đó trăm tòa mộ bia trung ương. Xào xạc ý lần vải toàn thân, vô tận linh khí tựa như một phương hồ liên tục không ngừng tụ vào hắn thân thể. Đỉnh đầu long ngâm từng cơn, huyết long rốt cuộc lại khổng lồ mấy phần, thậm chí vốn là hư ảnh lại có thực hóa khuynh hướng. Lại phá, theo Diệp Thần lại một tiếng giống giận, thời gian vừa niệm, đan điền chân khí, từ dưới lên, một đường lao nhanh. Năng lượng bàng bạc, thế như vạn thú lao nhanh, không thể ngăn cản. Toàn thân lưu động năng lượng, lại là giống như sóng lớn, lăn lộn gầm thét. Loại cảm giác này sảng khoái tới cực điểm. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Thần toàn thân đã ướt đẫm, trước trận chiến ấy đau đớn cảm giác bộc phát ra. Diệp Thần toàn thân nổi gân xanh, gương mặt lại là lộ vẻ dữ tợn. Hắn quả đấm cầm chặt, từng cơn không bạo tiếng lan tràn ra. Hắn thậm chí cảm giác được gân bì kiệt lực. Lần này đột phá theo lý mà nói sớm hẳn kết thúc à. Nhưng là vậy trở ngại lớn nhất giống như là một bức tường, chỉ bất quá nứt ra mấy phần mà thôi. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn một cái đỉnh đầu huyết long, phát hiện đối phương vậy đang nhìn mình. Bỏ mặc, huyết long, tới. Một tiếng long ngâm vang khắp, huyết long trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Miệng to dương ra, dường như muốn đem Diệp Thần chiếm đoạt. Nhưng là trên thực tế, ở chạm được Diệp Thần nháy mắt, hóa là một cổ đỏ thấm khí, và chân khí hỗn hợp, tạo thành một đạo cuồng bạo năng lượng, hướng vậy trở ngại đụng đi. Cửu Thiên Huyền Dương Quyết điên cuồng vận chuyển, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng, giống như lao nhanh nước lũ, điên cuồng gầm thét. Chính là bây giờ, làm cái này một cổ năng lượng phun trào đến mức tận cùng lúc đó, Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, mặt không cảm giác hét. Vậy trở ngại ngay tức thì phá vỡ, Diệp Thần một bước bước vào ly hợp cảnh. Hắn đan điền càng tựa như làm lớn ra trăm lần. Một vũng nước hồ hội tụ hơi lớn giang đại sông. Không chỉ đan điền biến hóa, Diệp Thần toàn thân lại có thể truyền tới đùng đùng thanh âm, mặt ngoài thân thể càng bị một đạo kim sắc lưu quang bao trùm. Lưu quang có thể đạt được, hắn thân xác tựa như đao thương không phá, cứng rắn vô cùng. Luân hồi mộ địa truyền tới cực mạnh chấn động tiếng, chấn động sau này, một tòa mộ bia mơ hồ có nứt ra dấu hiệu. Không chỉ như vậy, toàn bộ kinh thành bầu trời hắc đêm tựa như bị vô tình xé. Mây đen hội tụ, sấm sét cuồng bạo. Diệp Thần trong cơ thể vậy huyết long hư ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở mây sấm trên. Nó vóc người khỏe mạnh, long trảo hùng sức lực, tựa như lao nhanh ở mây mù trong sóng dữ. Vô tận sấm sét ở nó thân thể quấn quanh, để cho nó đổi được hơn nữa cường thế. Oanh! Một đạo kinh thiên long ngâm vang khắp kinh thành bầu trời, mấy ngàn đạo lôi điện từ trên bầu trời chiếu xuống. Duy nhất mục tiêu chính là kinh thành đại học sư phạm giáo viên nhà trọ. Toàn bộ kinh thành tựa như bao phủ ở ngày tận thế dưới bóng mờ. Nếu như không phải là bây giờ phần lớn người cũng ở trong giấc ngủ say, tất nhiên kinh thế hãi tục. Cùng lúc đó kinh thành giang ra. Một cái cụ già từ trong mộng thức tỉnh, một bước bước ra, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, dưới chân đạp sức lực gió, đi tới nóc nhà trên.
Cụ già hai tay chắp sau lưng, nhìn chỗ xa kia mây sấm và kinh khủng sấm sét, nghiêm túc gương mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ ý. Hắn khẽ nhếch miệng, thân thể có chút run rẩy, dị tượng bực này, chẳng lẽ là kinh thành có tuyệt thế cường giả đột phá? Kinh khủng như vậy lôi kiếp, đây là cái gì tu vi? Thậm chí cả thiên đạo cũng không cho, hoa hạ cổ võ giả tuyệt không thể nào sinh ra lôi kiếp, đây là người tu luyện. Có cao cấp người tu luyện ra đời. Hoa hạ cách cục lại muốn sửa lại. Lão nhân trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, lần trước xuất hiện loại chuyện này, vẫn là mấy chục năm trước. Sau đó, hắn đứa bé thứ nhất liền bị Côn Lôn Hư một vị đại nhân mang đi. Mà trước mắt dị tượng, vượt xa một lần kia. Cụ già cảm giác được trong lòng có một tia cảm giác vô lực, bởi vì loại này tuyệt thế cường giả ra đời ở gia tộc khác à. Sau ngày hôm nay, muốn không được bao lâu kinh thành ắt phải có một cái gia tộc cao cấp muốn ra đời. Nếu như đối phương là một giới tán tu, vậy thì tốt nhất, hắn giang gia phải không tiếc bất cứ giá nào đem tranh thủ được. Không tiếc hết thảy. Cụ già không nghĩ nhiều nữa, hướng lôi kiếp phương hướng đi, thậm chí hắn liền quần áo ngủ cũng lười được đổi. Ngay tại hắn cấp tốc lao đi thời điểm, cường đại kia mây sấm vùng lân cận, lại sinh ra một đạo lôi kiếp. Cái này lôi kiếp mặc dù không có bên cạnh cái này cường thế, nhưng là lôi kiếp trên lại ngưng tụ thành một cái chữ viết cổ xưa mới. Đây là có nghịch thiên huyết mạch người bước vào tu luyện một đường bắt đầu. Ngày hôm nay rốt cuộc thế nào? Kinh thành thời tiết muốn thay đổi sao? Một vị tuyệt thế cường giả và một vị nghịch thiên huyết mạch người ra đời, ai có thể chắc chắn cái này hai người, ai là có thể nắm trong tay toàn bộ hoa hạ võ đạo giới? Cụ già bước chân càng lúc càng nhanh, tiếng gió từng cơn, kinh người đến mức tận cùng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền mất đi phương hướng. Lôi kiếp biến mất. Cùng lúc đó, kinh thành Lâm gia. Lâm Tuyệt Long tự nhiên cũng là phát giác dị tượng, ánh mắt ngưng mắt nhìn thương khung, hắn trong lòng thậm chí có một tơ tâm trạng bất an. Tựa như trên bầu trời hai đạo dị tượng đối với hắn mà nói, là cực mạnh uy hiếp. Trong mây sấm sét vậy cái huyết long lại là gắt gao nhìn chằm chằm mình, vậy trong mắt dường như muốn ăn hắn vậy. Cái này dị tượng, lại là hướng về phía ta tới. Hắn chau mày, gương mặt hiện lên một tia rùng mình. Chẳng lẽ hắn ở Côn Lôn Hư giết một số người, hồi tới báo thù? Hắn dĩ nhiên sẽ không cho rằng hoa hạ những phế vật kia sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp gì. Từ dị tượng tới xem, chỉ có Côn Lôn Hư người tu luyện mới có thể dẫn động. Hồi lâu, hắn khóe miệng buộc vòng quanh một đạo lạnh nhạt nụ cười, ta quản ngươi là ai, ngươi nếu dám tới, ta Lâm Tuyệt Long liền tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Kinh thành Đại học Sư Phạm, buổi sáng 8 giờ. Diệp Thần mở mắt ra, bước vào ly hợp cảnh sau đó, trên người hắn nhiều một tia khí tức mờ ảo. Hắn thậm chí cảm giác mình lực lượng cũng cường đại không biết nhiều ít. Hắn bây giờ nếu như lại thi triển là máu chém, phần thiên trường, thậm chí còn phá thiên kiếm ý thức thứ nhất cũng không biết chật vật như vậy. Ly hợp cảnh là một cái ranh giới, cũng là một người vô cùng hắn khó khăn vượt qua cảnh giới. Côn Lôn Hư những cái kia tầng dưới chót người tu luyện. Có thể cả đời vượt qua không được. Ai có thể nghĩ tới, hoa hạ linh khí so Côn Lôn Hư không biết mỏng manh nhiều ít lần, mình tốc độ đột phá ngược lại nghịch thiên. Từ khai nguyên cảnh, đến khí động cảnh, lại đến bây giờ ly hợp cảnh, chỉ bất quá chính là nửa năm mà thôi. Phỏng đoán Côn Lôn Hư những tên kia, nếu như gặp lại ta, sẽ kinh điệu cằm. Như vậy, nàng sẽ kinh ngạc sao? Diệp Thần trong đầu hiện ra một đạo xinh đẹp ảnh. Chính là Côn Lôn Hư tuyệt thế cô gái thiên tài Kỳ Tư Thanh. 5 năm trước, hắn không có nửa điểm tu vi, bước vào Côn Lôn Hư, người phụ nữ này không biết giúp hắn bao nhiêu lần. Chỉ bất quá người phụ nữ này quá mức xa xôi, lúc đó hắn không có tới gần quá. Chỉ có thể đem phần ân tình kia âm thầm nhớ. Cũng không biết Kỳ Lâm có hay không đem câu nói kia mang cho nàng. Diệp Thần quơ quơ đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt rơi vào mẫu thân nghỉ ngơi cái gian phòng đó. Mấy giờ trước, hắn đột phá lúc đó, tự nhiên chú ý tới cái gian phòng đó động tĩnh. Mẫu thân đây là bước vào tu luyện một đường. Diệp Thần có chút kinh ngạc, dẫu sao hắn từ người khác nơi đó hiểu được, mẫu thân có thiên phú nghịch thiên, nhưng vẫn bài xích tu luyện. Thời khắc này thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì u hồn ngục giam sự việc. Ngay tại Diệp Thần suy tính đang lúc, cửa phòng mở ra.
Giang nữ dung đi ra, khi thấy Diệp thần, khóe miệng nàng lộ ra một đạo từ mẫu vậy nụ cười, thần nhi, dậy sớm như vậy. Trong tủ lạnh có thức ăn sao? Mụ cho ngươi làm một ít. Diệp thần lắc đầu một cái, mụ, ta mang ngươi đi xuống ăn, ta đã 5 năm không có cùng ngươi ăn chung điểm tâm. Giang nữ dung gật đầu một cái, được, nghe ta bảo bối nhi tử. Lời mới vừa dứt, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Diệp thần đứng dậy đi mở cửa, nhưng phát hiện Ngụy Dĩnh bưng cái đĩa đi vào. Nàng nhìn một cái Giang nữ dung, xấu hổ nói, a di, các người hẳn còn không có ăn điểm tâm đi, ta mới vừa làm một ít, thử một chút xem vị đạo có hợp hay không thích. Giang nữ dung và Diệp thần nhìn nhau, trong mắt mang một tia thâm ý. Lần này, Ngụy Dĩnh điểm tâm cực kỳ phong phú, rất sợ Giang nữ dung không thích, bất quá làm nàng nghe được Giang nữ dung khen ngợi, trong lòng như lau mật vậy ngọt. Một bữa điểm tâm sau này, Giang nữ dung và Ngụy Dĩnh ngược lại là thục lộ liền mấy phần, bất quá Giang nữ dung rất rõ ràng, mình nhi tử không có tỏ thái độ, nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Nàng nhìn một chút thời gian, và Giang kiếm phòng ước định thời gian xong hết rồi, liền đối với Diệp thần phân phó nói, thần nhi, mụ phải đi ra ngoài một chuyến, chờ một hồi buổi trưa ta sẽ mua ít thức ăn trở về, làm ngươi sao sao ăn. Mụ, ta cùng ngươi cùng đi. Nếu mẫu thân từ u hồn ngục giam đi ra, Diệp thần liền dự định nhiều tìm thời gian bồi bồi mẫu thân. Còn như phụ thân, hắn luôn cảm giác sự việc có chút kỳ hoặc, hắn tự nhiên vậy sẽ phái người đi điều tra. Giang nữ dung nghe được Diệp thần muốn đi theo, lắc đầu liên tục, không cần, mụ đi gặp mấy người bạn cũ, người không nhận biết, người làm việc mình là được. Diệp thần cũng không nói nhiều cái gì, đưa ra một bản thẻ ngân hàng, đem mật mã cùng với điện thoại di động dãy số nói cho Giang nữ dung. Để cho nàng lúc cần thiết liên lạc mình. Mặc dù hắn cũng vừa tới kinh thành không lâu, nhưng là hắn hiện đang nắm trong tay liền huyết mai điện và ám điện hai lực lượng lớn tính. Ở kinh thành vậy nhất định có quyền phát biểu. Ai như dám khi dễ hắn mẫu thân, hắn định đem hết thảy xóa đi. Chờ Giang nữ dung rời đi sau đó, Diệp thần liền chuẩn bị đi một chuyến huyết mai điện. Cũng không biết Lục Lăng Phong và Diệp Lăng Thiên đem ám điện và huyết mai điện chỉnh hợp thành dạng gì. Hắn mới vừa dự định rời đi, Diệp thần ngẩn ra, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, hắn mà sẽ hướng hắn phát tới xem nhiều lần cũng chỉ có Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết. Mấy ngày nay bởi vì u hồn ngục giam sự việc, hắn tâm huyền kéo căng, ngược lại là không có chủ động liên lạc hai người. Nhấn nút trả lời, Diệp thần liền phát hiện Tôn Di đang cầm điện thoại di động giả trang bộ dáng tức giận, cách đó không xa Hạ Nhược Tuyết đang nhìn cái gì văn kiện. Tiểu thần tử, người mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra, bên ngoài giấu phụ nữ. Nếu không tại sao một mực không gọi điện thoại cho ta cửa. Chúng ta cũng hoài nghi ngươi mất tích. Diệp thần cười khổ một tiếng, liền đem chuyện của cha mẹ tình nói hạ, dĩ nhiên, hắn giảm bớt phần lớn nội dung. Tôn Di mặt liền biến sắc, lại là theo bản năng che miệng mình, người thật thấy thúc thúc a di. Dẫu sao năm đó Diệp thần phụ mẫu là nàng tự tay hỏa táng, tuy sau đó tới nàng biết Vân Hồ Sơn Trang sự việc có chút kỳ hoặc, nhưng là bây giờ Diệp thần phụ mẫu đột nhiên sống lại, hay là để cho nàng tim ùm nhảy. Tiểu thần tử. Thật ra thì ta lần này đánh tới là phải nói cho ngươi một chuyện, tập đoàn Thiên Chính đã ở kinh thành bố trí, lại là mua kinh thành Vạn Hòa Cao Ốc, Vạn Hòa Cao Ốc không lâu thì biết đổi tên là kinh thành Thiên Chính Cao Ốc, tập đoàn Thiên Chính trụ sở chính sẽ toàn bộ di chuyển tới nơi này. Ta và Nhược Tuyết cũng biết cùng nhau tới đây, nói về ngươi kỳ không mong đợi đấy. Tôn Di nháy mắt nói, tiểu thần tử, mấy ngày nay ta và Nhược Tuyết ngủ chung, bóp nặn Nhược Tuyết ngực. Đây chính là chỗ mã. Lời còn chưa nói hết, Hạ Nhược Tuyết mặt tuyệt mỹ bàng giơ lên, trong tay lại là bắn ra một cái bút xây. Bút xây cấp tốc lưu chuyển, mắt xem muốn chạm được Tôn Di bước chân đạp một cái, như phen tầm vậy tránh ra. Chỉ một ngón này, Diệp thần khẳng định cái này hai người cũng không có rơi xuống tu luyện. Tôn Di sợ Hạ Nhược Tuyết tức giận, liền trốn tới phòng bếp và Diệp thần video. Phòng bếp cửa kiếng đóng lại, Tôn Di nháy phủ mị cặp mắt, nhẹ giọng nói, tiểu thần tử, ngươi thật muốn ta sao? Diệp thần gật đầu một cái. Tôn Di nhìn một cái bên ngoài Hạ Nhược Tuyết, liền đưa ra ngón tay trắng nõn, chỉ miệng mình, là muốn ta nơi này. Ngón tay tuột xuống, chạm được nàng vậy mềm mại thêm bộ ngực đầy đặn. Vẫn là muốn ta nơi này.
ngón tay hơi câu, một tia đầy đặn miêu tả sinh động, dường như muốn bị tay nàng chỉ câu xuống. Làm cho không người nào giới hạn nghĩ thế nào. Ngón tay tiếp tục tuột xuống, lướt qua thắt lưng, chạm được Tôn Di bộ vị nhạy cảm, lại là mang một tia nhàn nhạt rên rỉ. Vẫn là muốn ta nơi này. Điện thoại di động đầu kia Diệp Thần hoàn toàn bị Tôn Di cử động cho câu dẫn. Tôn Di cái này nha đầu hoàn toàn là cái yêu tinh à. Một cái huyết khí phương cương người đàn ông kia chịu nổi. Tôn Di bản muốn tiếp tục đùa giỡn một chút Diệp Thần, nhưng là nghe được phòng khách truyền đến Hạ Nhược Tuyết thanh âm, hấp tấp nói, tiểu thần tử, nhớ rửa sạch sẽ chờ bổn cung tới hầu hạ, không trò chuyện, châu dần. Một cái môi đỏ mọng rơi xuống, video trực tiếp cúp. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi thẳng tới cửa trường học, May Bách đã chờ ở bên ngoài. Đi lần trước địa phương. Nửa giờ, Diệp Thần xe chạy quen đường thông qua trận pháp, đi tới to lớn kia đền. Huyết mai điện cửa vậy đá to lớn điêu khắc máu mai đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái thiếu niên đứng ở đỉnh núi, nhìn thương khung rồng lớn hình ảnh. Đây là ám điện đánh dấu. Xem ra Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong chỉnh hợp xong hết rồi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng đền bên trong đi. Bái kiến điện chủ. Hai cái huyết mai điện giữ cửa người cung kính nói. Hắn hai người chúng ta trong con ngươi chỉ có sợ hãi. Ban đầu Diệp Thần lực một người, đối mặt huyết mai điện tất cả sát thủ, nghiền ép hết thảy, một kiếm chặt đứt Chiến Đảo và tứ đại trưởng lão đầu lâu. Đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là mộng yểm. Mấu chốt một kiếm kia căn bản không có phương pháp phá giải. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng bên trong đi, còn không có bước vào, liền nghe được một cổ trấn thiên tiếng. Bái kiến điện chủ. Giờ khắc này, huyết mai điện và ám điện tất cả cường giả, phân là hai dãy. Mỗi một xếp cơ hồ trăm người. Cơ hồ tất cả ám điện và người huyết mai điện đều bị triệu hồi. Mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống, tư thế thống nhất, trong mắt kiên nghị, khí thế phóng thích. Huyết mai điện cường giả đỉnh đầu hình thành một đạo huyết hổ hư ảnh. Mà ám điện cường giả đỉnh đầu chính là một cái hắc long. Hắc long và huyết hổ hướng trung ương đánh tới. Hắc đỏ lần lượt thay nhau, khí thế. Ngút trời, rực rỡ tươi đẹp hết sức. Diệp Thần ngược lại là bị rung động một phen, cái này hoặc giả coi như là ngạc nhiên mừng rỡ. Mấu chốt hắn phát hiện những thứ máu này mai điện và ám điện cường giả thực lực đều mạnh liền rất nhiều, cổ lực lượng này so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Diệp Thần hướng trung ương đại điện đi, trăm người nhìn chăm chú, nửa quỳ thần phục, tựa như quân vương lên ngôi. Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong ở cuối, nhìn một màn này, quả đấm nắm chặt. Bọn họ mấy ngày này cố gắng chính là chờ đợi ngày hôm nay. Huyết mai điện và ám điện kết hợp, đối với cục võ đạo Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là nồng mực trọng thải một khoản. Mấu chốt điện chủ là Diệp Thần à. Diệp Thần đi tới trên đài, không có ngồi xuống, ánh mắt quét nhìn mọi người, đứng lên đi. Điện chủ. Từng đạo bóng người đồng loạt phun trào, ngay ngắn như một, ngạo nghễ tại thiên địa. Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong cũng đứng lên, bước ra một bước, điện chủ, có thể hài lòng. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía hai người, ta phát hiện tất cả mọi người thực lực thật giống như đều tăng lên mấy phần, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Thiên giải thích, khải bẩm điện chủ, chuyện này còn chưa kịp và ngài nói, sáng sớm hôm nay, huyết mai điện lòng đất rạn nứt, chúng ta phát hiện phía dưới thậm chí có một tòa đặc thù quặng mỏ, vô số linh khí từ lòng đất phun trào. Rất nhiều người cũng bởi vì đột phá này. Hiện ở đó một lỗ hổng đã ngăn chặn, xin điện chủ đi trước cha xem. Diệp Thần con ngươi híp lại, ban đầu bước vào nơi đây, hắn liền phát hiện phong thủy của nơi này thế đi có chút cổ quái, mấu chốt huyết mai điện tại sao phải đem trụ sở chính thiết lập ở nơi này hoang loạn đất, hắn vốn cho là vì yên lặng, bây giờ nhìn lại, cái này huyết mai điện lòng đất tuyệt đối có to lớn cơ duyên. Mang ta đi xem. Diệp Thần phân phó nói. Điện chủ. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi ngõ hẻm. Quân Di quán trà. Vị trí rất hẻo lánh, trong quán trà chỉ có hai người, Giang Nữ Dung và Giang Kiếm Phong, rất là yên lặng. Giang Kiếm Phong uống một hớp trà, nhàn nhạt nói, Bội Dung, người hẹn ta đi ra rốt cuộc là chuyện gì, ta ngày hôm nay từ Giang gia đi ra, nhưng mà nghe đến lão gia tử trấn nộ thanh âm, nghe nói người phải về Giang gia.
hắn luôn cảm giác muội muội mình trên mình có chút không giống, nhưng là không nói được. Loại cảm giác này rất vi diệu. Giang Nữ Dung nói ngay vào điểm chính, Lâm Tuyệt Long đem Thiên Chính mang đi, ta muốn Thiên Chính trở về, còn nữa, Lâm Tuyệt Long chết. Nàng thanh âm cực kỳ lạnh như băng, lộ ra vô tận dùng mình. Giang Kiếm Phong mới vừa uống được trong miệng nước trà trực tiếp ói ra, sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài được dính ướt quần áo, nghiêm túc nói, Bội Dung, ngươi nổi cơn gì? Ngươi lên lần vì Diệp Thiên Chính, liền cùng Giang gia xé rách mặt, hủy ngươi tiền đồ, bây giờ ngươi lại phải là Diệp Thiên Chính làm như vậy một lần. Mấu chốt ngươi có cái gì vốn à? Ngươi và Giang gia sớm liền không có nửa điểm quan hệ. Lâm gia thực lực ngươi chẳng lẽ không biết, Giang gia không thể nào vì ngươi bí quá hóa liều. Giang Kiếm Phong bị sợ không nhẹ. Ở Hoa Hạ võ đạo giới, Lâm gia thực lực cực kỳ khủng bố, mặc dù và Giang gia đều ở đây kim tự tháp tột đỉnh, nhưng là nếu quả thật muốn so với, Giang gia so Lâm gia còn có một chút chênh lệch. Hơn nữa Lâm Tuyệt Long, hắn bỏ mặc thân phận và thực lực đều là vô cùng đặc thù tồn tại. Giết Lâm Tuyệt Long, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới có ai cái này tư cách? Coi như là Hoa Hạ võ đạo giới trước ba tồn tại muốn động Lâm Tuyệt Long cũng phải cân nhắc một chút mình à. Em gái mình là nổi điên. Giang Nữ Dung trên mình ý định giết người phóng thích mở, ly trà trên bàn lại run rẩy. Lâm Tuyệt Long phá hư chúng ta người một nhà đoàn viên, bỏ mặc trả giá cao gì, hắn đều phải chết. Dứt lời, ly trà trực tiếp vỡ vụn. Thấy một màn này, Giang Kiếm Phong trực tiếp đứng lên, con người phóng đại, kinh ngạc nói, Bội Dung, người bước vào tu luyện một đường hơn nữa người tu luyện đại ca ban đầu từ Côn Lôn hư mang ra ngoài đưa cho công pháp của ngươi. Hắn có thể không kinh ngạc sao? Muội muội mình, hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng. Đối với tu luyện căn bản không cảm thấy hứng thú. Ban đầu đại ca từ Côn Lôn hư lộ ra một bản cực mạnh tu luyện công pháp. Để cho Giang Nữ Dung thuộc tới và tu tập, kết quả Giang Nữ Dung nhìn chừng 10 phút, trực tiếp đem vậy vô cùng chân quý công pháp đốt. Lão gia tử thiếu chút nữa tức giận bệnh tim cũng muốn phát tác. Để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Nữ Dung lại có thể sớm đã đem công pháp nhớ, mấu chốt lại là tu tập, cảnh giới còn không yếu. Mặc dù cảnh giới này ở hắn trong mắt không tính là cái gì, nhưng là lúc này mới một buổi tối. Hắn biết Giang Nữ Dung trên người có nghịch thiên huyết mạch và linh mạch, nhưng là cái này cũng quá kinh khủng đi. Giang Kiếm Phong, bỏ mặc như thế nào, ta muốn gặp vị kia, người bất kỳ cũng không ngăn được, nếu như các người Giang gia không chịu giúp ta sẽ tự mình ra tay. Còn nữa, người có nguyện ý hay không giúp ta? Nếu như người nguyện ý, ta liền kêu anh hai người nếu như không muốn, từ nay về sau, người ta không có nửa điểm quan hệ. Giang Nữ Dung quật cường và dứt khoát đến mức tận cùng. Giang Kiếm Phong nhìn nữ nhân trước mặt, đột nhiên phát hiện, hai mẹ con quá giống. Ban đầu ở tỉnh Chiết Giang, Diệp Thần cũng là như vậy. Cường thế và cuồng ngông tới cực điểm. Mấu chốt Diệp Thần cuồng ngông cũng thành sự thật à. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cái này hai mẹ con lần này tuyệt đối muốn cho kinh thành cái này đàm nước động tung lên vạn thước sóng lớn. Giang Kiếm Phong tỉnh táo lại. Trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, Diệp Thần biết Diệp Thiên Chính bị mang đi sự việc sao? Giang Nữ Dung lắc đầu một cái, trong mắt lạnh như băng xuất hiện một tia ôn tình, hắn không biết, mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng là lần trước cứu chúng ta ra, hắn liền bỏ ra giá cực lớn, ta không muốn con ta lại bí quá hóa liều. Chuyện này ta muốn dựa vào chính ta. Giang Kiếm Phong nhìn một cái Giang Nữ Dung, nói, ngươi làm như vậy thật ra thì cũng đúng. Ta ở Diệp Thần trên mình thấy được cực kỳ đáng sợ tiềm lực, nếu như không chết hiểu, người này thật sẽ trở thành là Hoa Hạ người thứ nhất. Nhưng là bây giờ hắn đối với Lâm Tuyệt Long không có bất kỳ phần thắng nào, hắn so ngươi càng xung động, càng hết sức lông bông, không chừng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự việc. Như vậy đi, ta giúp ngươi làm hai chuyện. Thứ nhất, ta sẽ thuyết phục lão gia tử, an bài các người gặp mặt, nếu như Giang gia nguyện ý ra mặt thì tốt hơn. Thứ hai, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Diệp Thiên Chính, cũng coi là đối với người thiếu nợ. Giang Nữ Dung trong mắt ửng đỏ, quay lại biến thành kiên quyết, mở miệng nói, cảm ơn, nhị ca. Giang Kiếm Phong nghe được cái này hai chữ, cười một tiếng, hết thảy cũng đáng giá. Cùng lúc đó, Diệp Thần đi tới điện Vũ Lòng đất dưới.
Huyết Mai Điện phía dưới lại có tầng 3, mỗi một tầng cực kỳ rộng rãi. Tầng thứ nhất, ám sát huấn luyện và vũ khí hiện đại. Diệp Thần thậm chí phát hiện hỏa tiễn và đại quy mô vũ khí chiến đấu. Tầng thứ hai, Huyết Mai Điện ám võng, số liệu hệ điều hành. Thứ tầng 3, thần bí nhất, tầng 5 mã hóa. Mỗi một tầng cửa đều là kim loại nặng chế tạo. Diệp Thần mở ra 5 cánh cửa, để cho Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong ở bên ngoài trông nom. Làm đi tới bên trong, hắn phát hiện toàn bộ không gian đều có một tia linh khí, mặc dù yếu ớt, nhưng là xác xác thật thật tồn tại qua. Diệp Thần lại chú ý tới một cánh cửa. Dựa theo Diệp Lăng Thiên giải thích, cánh cửa này sau lưng chính là hiển lộ dưới đất mỏ sắt. Hắn mở ra cửa, ngay tức thì một cổ cực mạnh linh khí tràn vào đi ra. Linh khí bao quanh hắn toàn thân, thậm chí trực tiếp để cho hắn tu vi đi tới một bước nhỏ. Nguyên bản mới vừa bước vào ly hợp cảnh, hắn bây giờ giống nhau là ly hợp cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Làm hắn tầm mắt chú ý tới bên trong thời điểm, ngay tức thì phát hiện một cái đỏ thấm quặng mỏ. Đây là hoa hạ một cái long mạch. Diệp Thần làm sao có thể không kinh ngạc. Long mạch đối với người tu luyện, đối với hoa hạ đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nó quan hệ đến khí vận và hết thảy. Long mạch vừa vỡ, một chỗ khí vận liền sẽ ảnh hưởng. Hoa hạ tổng cộng có 6 nhánh long mạch. Núi Côn Lôn long mạch, Tây Nghiêng Sơn long mạch, núi Trường Bạch long mạch, Thái Hành Sơn long mạch, Tần Lĩnh long mạch. Mỗi một cái long mạch tạo thành hoa hạ dẹp yên bản đồ. Mà núi Côn Lôn chính là vạn núi chi tổ, long mạch chi nguyên là long ở giữa tổ long. Côn Lôn hư tại sao lại thành là tu luyện thắng cảnh? Chính là bởi vì nó phía dưới tọa ủng một cái to lớn long mạch. Vô tận linh khí, ngay tức thì tràn đầy liền toàn bộ thứ tầng 3. Giờ khắc này Diệp Thần hô hấp dồn dập, hắn hướng bên trong không ngừng đi tới, cuồn cuộn nóng bức cảm giác tấn công tới. Trong cơ thể hắn huyết long tựa như phát giác cái gì, trực tiếp lao ra thân thể, nhìn vậy cái cuồn cuộn long mạch kích động đến mức tận cùng. Từng cơn long ngâm vang khắp thiên địa. Huyết long không ngừng hấp thu cái long mạch này linh khí, thân thể lại là lấy mắt thường tốc độ làm lớn ra mấy phần. Chỉ bất quá làm mở rộng 2/3 thời điểm, liền ngưng. Diệp Thần đi một vòng, phát hiện cái long mạch này cũng không có tưởng tượng lớn, đại khái diện tích nửa mẫu chừng. Và vậy hoa hạ 6 nhánh long mạch không thể như nhau. Nhưng là coi như vậy, cái long mạch này nếu như bị người ngoài biết, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hiệu suất sẽ mau hơn không thiếu. Thời khắc này Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng ngồi xếp bằng, dự định hấp thu cái long mạch này năng lượng, nhưng là hắn mới vừa ngồi xuống, túi đá màu đen liền treo nổi lên. Luân hồi mộ địa hiện ra. Một giọng già nua truyền tới, thằng nhóc, đem cái long mạch này rời đến luân hồi mộ địa. Nhất định phải rời đến luân hồi mộ địa. Thanh âm vô cùng dồn dập. Đây là tới từ tòa kia có thể dẫn động mộ bia. Mộ bia giảm đại năng thậm chí hận không được lao ra. 6 càng đưa lên, xuất sắc ngày mai tiếp tục nha, liên quan tới cập nhật thời gian. Vậy hạ chiều 5 giờ chừng sẽ phát mấy chương, sau đó buổi tối phát mấy chương còn như bạo càng, nghỉ ngơi nữa mấy ngày, ta còn biết bạo càng giọt. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới long mạch vậy mà sẽ để cho luân hồi mộ địa đại năng đều như vậy kinh ngạc. Hắn nhìn lướt qua, thậm chí phát hiện những cái kia mộ bia cũng đang điên cuồng chấn động. Trong luân hồi mộ địa lại là sinh ra một đạo cực mạnh hấp lực, tựa hồ muốn đem cái long mạch này hấp thu đi vào. Tiền bối, người để cho ta đem cái long mạch này dọn về luân hồi mộ địa. Diệp Thần kinh ngạc nói. Dẫu sao trước mắt long mạch cơ hồ và mặt đất hòa làm một thể, muốn rời một cái long mạch, hắn bây giờ thực lực căn bản không đủ à. Hơn nữa long mạch nóng bỏng vô cùng, tựa như nham thạch nóng chảy, nếu như mình gần thêm nữa mấy phần, thân thể đều phải hòa tan, làm sao rời. Đúng, cái này mặc dù là cái cỡ nhỏ long mạch, nhưng là đối với chúng ta trăm người thần hồn có cực lớn chỗ ích lợi, long mạch khí có thể trấn hồn. Luân hồi mộ địa đạo thanh âm kia nhàn nhạt nói, tựa như cổ xưa tiếng chuông vang lên. Nếu long mạch này đối với luân hồi mộ địa có cực lớn chỗ ích lợi, mình đương nhiên sẽ giúp bọn họ lấy được. Dẫu sao, nghĩa địa mạnh thì mình mạnh. Tiền bối, vậy ta nên như thế nào rời? Diệp Thần nói,
không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Dứt lời, vậy đá màu đen lại toát ra ánh sáng sáng chói, vô tận ánh sáng bao quanh vậy nhánh long mạch. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất gió lớn cuộn sạch, Diệp Thần vội vàng vận chuyển chân khí ổn định thân hình. Dần dần, long mạch lại bị một cổ lực lượng rất miễn cưỡng rút ra. Thật lợi hại. Diệp Thần lại có chút thấy nở ra. Chỉ bất quá long mạch thật giống như sanh thành nào đó ý thức, ương ngạnh chống cự. Một cái nho nhỏ long mạch còn dám vùng vẫy. Phá. Một đạo dày chi tiếng vang lên, một giây kế tiếp, đá màu đen lại ngưng tụ ra một đôi trăm thước tay khổng lồ năm ngón tay dương ra, mang cực mạnh khí thế giữ lại vậy cái thật dài long mạch. Vậy long mạch vốn định bùng nổ một hồi nóng bỏng, lại không nghĩ rằng một cổ vô cùng lực lượng mạnh phóng thích, long mạch trực tiếp bị đóng băng. Toàn bộ dưới đất nhiệt độ hạ xuống trình độ cao nhất. Diệp Thần thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi. Đóng băng long mạch, đây là cái gì thủ đoạn? Đây mới là luân hồi mộ địa đại năng thủ đoạn chân chính sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết long mạch nóng bỏng trình độ, cho dù là thần du cảnh người tu luyện cũng không khả năng chịu được à. Diệp Thần chỉ như vậy trơ mắt nhìn long mạch bị tay khổng lồ bắt trong luân hồi mộ địa. Dưới đất linh khí bỗng nhiên biến mất, mà luân hồi mộ địa nhưng là linh khí đậm đà đến mức tận cùng. Đây chính là một cái long mạch à. Lần này, chúng ta trăm người ngược lại là dựa vào cơ duyên của ngươi, không hổ là luân hồi mộ địa chọn người, ngươi sau này thì ở luân hồi mộ địa tu luyện, sẽ vô cùng hữu ích. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói đều là kích động và hài lòng. Tiền bối, cái long mạch này bị tước đoạt, có ảnh hưởng hay không kinh thành khí vận? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Thanh âm kia cười lạnh nói, kinh thành khí vận. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái long mạch này vốn cũng không thuộc về kinh thành, hắn là ngàn năm trước bị người mang đến nơi này, nếu như ta không đoán sai, nơi đây ngàn năm trước, hẳn là một nơi tông môn còn không yếu, trải qua năm tháng biến đổi, tông môn bị diệt, Hoa Hạ bản đồ biến hóa, cuối cùng biến thành bây giờ kinh thành. Hoa Hạ lòng đất vậy sáu nhánh long mạch, ta năng lực bây giờ cũng không có tư cách cướp đoạt. Không cùng ngươi nói nhảm. Chờ ngươi dẫn động mộ bia, người ta tự nhiên sẽ tạm biệt. Lời này rơi xuống, hết thảy lại khôi phục yên lặng. Vậy đá màu đen cũng từ từ rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay, chỉ cần Diệp Thần cảm thụ, đá màu đen là có thể thả ra cực mạnh long mạch khí. Trong cơ thể hắn huyết long vậy không chút do dự chui vào luân hồi mộ địa. Xem ra long mạch này thật là đồ tốt, cũng không biết nơi nào còn có long mạch này. Bảo bối như vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Thần hồi đến đại điện, gọi tới Lục Lăng Phong, Diệp Lăng Thiên cùng với ám điện và huyết mai điện mấy vị cường giả, tổ chức lần đầu tiên hội nghị. Bây giờ ám điện bởi vì hai đại thế lực thống nhất, đủ để thành là kinh thành đệ nhất thế lực dưới đất. Có thể nhanh như vậy chỉnh hợp, Lục Lăng Phong và Diệp Lăng Thiên công không thể không. Diệp Thần đứng ở trên đài, nói năng có khí phách nói, bắt đầu từ hôm nay. Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong thành là ám điện hai đại hộ pháp, trông coi trong điện hết thảy sự vật. Điện chủ. Hai người trong lòng vui mừng, đồng loạt quỳ xuống, trong mắt đều là trung thành và mừng rỡ. Ở bọn họ xem ra điện chủ như vậy an bài, hoàn toàn là khẳng định bọn họ. Diệp Thần lại là lấy ra 50 viên đan dược, chia đi xuống, bất kể như thế nào, đám người này mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cố nhiên hắn bây giờ thực lực đủ cường đại, lực một người muốn đối mặt Giang gia cùng với Lâm gia vậy không như vậy dễ dàng. Có chút thời điểm, hắn cần mượn thế. Làm xong những chuyện này, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, từ luân hồi mộ địa trong lấy ra một bộ hình vẽ, ở trên bàn mở ra. Hình vẽ này là hắn ngày hôm qua dựa theo trí nhớ vẽ ra, chính là vậy u hồn ngục giam sau lưng hai ông cụ trên cổ xăm. Một miếng màu đỏ cửa. Trên cửa có khắc cổ xưa phản văn. Hết sức thần bí. Giống như là nào đó cổ xưa ký hiệu. Tằng Thiên Kỳ không có chết, chỉ bất quá trọng thương. Cái này hồng môn thế lực sau lưng tất nhiên là uy hiếp. Hắn phá hư u hồn ngục giam, coi như là hoàn toàn đắc tội một số người. Bỏ mặc như thế nào, hắn phải đem uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Nếu không mình khó lòng phòng bị. Hắn ở Côn Lôn Hư chưa bao giờ gặp qua cái hình vẽ này, chắc hẳn cái thế lực này hoặc là ở Côn Lôn Hư chỗ tối,
hoặc là chính là Côn Lôn Hư và Hoa Hạ giữa một loại đặc thù nào đó liên lạc. Mọi người có thể gặp qua phía trên hình vẽ. Tất cả mọi người tò mò xem hướng phía trên hình vẽ, rối rít lắc đầu, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Điện chủ, đây cũng là một cánh cửa đi, chẳng lẽ là kinh thành nào đó cái đại viện Hồng Môn? Cánh cửa này quá cổ quái, ta cuộc đời này cũng không gặp qua, mấu chốt trên cửa phản văn nếu như nhìn chằm chằm nhìn lâu, liền sẽ cho người rất khó chịu. Tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, chính là không có Diệp Thần câu trả lời mong muốn. Diệp Thần bổ sung nói, ta thấy qua hai người, cổ hai người lên đều xăm cái hình vẽ này, từ nào đó trình độ mà nói hẳn đại biểu một thế lực, tương tự huyết mai điện trước nghi tâm vậy tia máu mai. Mọi người bừng tỉnh, nhưng là không có người nào biết cái này Hồng Môn nguồn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đem hình vẽ thu hồi thời điểm, một cái nhất xó xỉnh một mực trầm mặc ông già mở miệng nói, điện chủ, người nói cái này phiến Hồng Môn, ta thật giống như ở trên người một người gặp qua. Diệp Thần con người co giúp một cái, lạnh lùng nói, ai? Lão kia người giải thích, mấy năm trước, ta được an bài nhiệm vụ ở đài võ đạo tối tăm giết một người, bất ngờ chú ý tới kinh thành Lâm Tuyệt Long và một vị cao cấp cường giả đối chiến. Trận chiến ấy Lâm Tuyệt Long chính thức bước vào Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ hai, lúc đó trận chiến này kinh động Hoa Hạ võ đạo giới, ta loáng thoáng nhớ, Lâm Tuyệt Long quần áo lại là vỡ ra tới, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là ngực hắn thật giống như chính là như thế một đạo xăm. Không quá ta vậy không xác định, dẫu sao thời gian quá mức rất xưa, có thể ta nhớ lộn vậy nói không chừng. Diệp Thần con ngươi lóe lên sát ý, nhàn nhạt nói, bỏ mặc có nhớ không lầm, Lâm Tuyệt Long phải chết. Các người có biết kinh thành Lâm gia ở nơi nào? Lâm Tuyệt Long tung tích, đây là Diệp Thần trước mắt mà nói trở ngại lớn nhất. Hắn liền Lâm gia cũng không tìm được, thì như thế nào đi giết? Lão kia người lắc đầu một cái, kinh thành có 5 đại đỉnh cấp võ đạo gia tộc, cái này 5 gia tộc đại biểu Hoa Hạ cao cấp nhất quyền thế và thực lực, Lâm gia ngay tại một, mỗi một gia tộc đều có trận pháp che đậy, muốn phát hiện cực kỳ khó khăn. Không quá ta ngược lại là nghe nói, Lâm gia ở kinh thành vòng 2 lấy tây địa phương, hơn nữa Lâm Tuyệt Long thường xuyên sẽ ở kinh thành công viên Hải Đức vùng lân cận khu vực xuất hiện. Đây đối với Diệp Thần mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, hắn không do dự nữa, liền nói, Diệp Lăng Thiên, chuyện này giao cho ngươi, ngươi phái ám điện cường giả 24 giờ ở công viên Hải Đức vùng lân cận giám thị, một khi phát hiện Lâm Tuyệt Long tin tức, lập tức báo lên tại ta. Điện chủ. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, hai tròng mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Lâm Tuyệt Long, ngươi chờ ta. Kinh thành, Giang gia. Giang Nữ Dung và Giang Kiếm Phong xuyên qua một đạo trận pháp, đi tới ngoài cửa. Giang Nữ Dung nhìn vậy Giang gia môn biển, cảm khái muôn vàn, hết thảy cũng không có thay đổi qua, nhưng là nàng thân phận sớm thì không phải là người Giang gia. Nơi đây giàu gì là nàng nhà mẹ. Giang Kiếm Phong nhìn một cái Giang Nữ Dung, thở dài một cái, Bội Dung, đi thôi, đợi tới bên trong, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện, lão gia tử nhiều năm như vậy khí cũng không có tiêu, nhưng là ngươi dẫu sao là con gái hắn, ngươi thừa nhận hạ sai lầm, hắn phỏng đoán sẽ hỏa hoãn mấy phần. Giang Nữ Dung gật đầu một cái, nàng quả đấm bóp gắt gao, trong mắt kiên quyết. Nàng đã từng thề lại cũng không bước vào nơi đây, nhưng là vì mình trượng phu và con cái. Nàng vẫn là vi phạm lời thề. Bỏ mặc chờ một chút kết quả là cái gì, nàng cũng không hối hận. Hai người hướng bên trong đi. Nhưng là rất nhanh Giang gia giữ cửa người chặn lại đường đi của bọn họ, hai chuôi trường thương nhắm thẳng vào Giang Nữ Dung, lạnh lùng nói, những người không có nhiệm vụ, không được bước vào. Giang Kiếm Phong có chút nổi giận, cánh tay vung lên, hai người trực tiếp chấn động lui lại mấy bước. Hắn lớn tiếng mắng, các người đây là ý gì, chẳng lẽ ta và nàng không thể bước vào Giang gia? Các người hai cái là thứ gì? Hai cái giữ cửa người con ngươi hơi co lại, nhưng là thái độ vẫn kiên quyết nói, thiếu gia, ngài dĩ nhiên có thể vào, nhưng là nàng, không được. Lão gia tử cho chúng ta xuống tử mệnh lệnh, xin thiếu gia không nên làm khó. Giang Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, cái gì tử mệnh lệnh, các người cho ta cút. Ta chính là mang nàng đi gặp lão gia tử, nếu như các người còn dám ngăn ở trước mặt, ta ngược lại là phải xem các người có thể hay không chịu nổi ta lực lượng. Dứt lời, Giang Kiếm Phong trên người ý định giết người phóng thích mở, làm cho lòng người sợ hãi.
Vậy hai cái giữ cửa sắc mặt người có chút khó xử, nhưng là vẫn là nói, thiếu gia, còn xin ngài không nên làm khó chúng ta. Giang Kiếm Phong kéo lại Giang Nữ Dung, trực tiếp hướng bên trong đi. Cơ hồ ngay tức thì, hai thanh trường kiếm mang một tia hàn mang hướng Giang Nữ Dung đâm tới. Lão gia xuống tử mệnh lệnh, Giang Nữ Dung không được bước vào Giang gia nửa bước, người vi phạm, giết. Giang Kiếm Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy hai đạo hàn quang, bước chân đạp một cái, một cổ cực mạnh đợt khí xanh thành, lại là hướng hai người đập tới. Bành, một tiếng, vậy hai thanh trường kiếm trực tiếp vỡ vụn. Hai cái giữ cửa người lại là hướng sau lưng rớt đi, đập vào vách tường trên. Giang Kiếm Phong không có hạ nặng tay, dẫu sao hai người cũng là nghe lệnh làm việc. Sau đó, hắn liền dẫn Giang Nữ Dung hướng bên trong đi. Còn đi chưa được mấy bước, một vị ăn mặc trường bào bà cụ liền xuất hiện ở không xa, hai tay chắp sau lưng. Giang Kiếm Phong thấy bà cụ, con người hơi có giúp một cái, tuyệt đối không nghĩ tới lão gia tử lại vì ngăn cản bọn họ, đem người này vậy rời ra ngoài. Bà cụ là Giang Kiếm Phong sư phụ một trong, võ kỹ của hắn và thực lực, phần lớn là từ trên người đối phương tới. Kiếm Phong, ngươi chẳng lẽ không biết tộc quy, đem một cái người ngoài mang tới Giang gia, phải bị tội gì? Bà lão thanh âm cực kỳ lạnh lùng, thậm chí mang một tia chân khí dạo dực chạy đi. Giang Kiếm Phong chấn động lui lại mấy bước, không có gì đáng ngại. Nhưng là Giang Nữ Dung nhưng không giống nhau, nàng cho dù huyết mạch và thiên phú nghịch thiên, nhưng chỉ bất quá tu luyện một đêm mà thôi. Cường giả loại này một kích tự nhiên khó mà chịu đựng. Thời khắc này nàng sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Giang Kiếm Phong nhận ra được tình trạng, vội vàng ngăn ở Giang Nữ Dung trước người, Giang Nữ Dung lúc này mới dễ chịu một ít. Sư phụ, Bội Dung trên mình chảy Giang ra máu, nàng làm sao có thể coi là người ngoài đâu, xin sư phụ để cho chúng ta đã qua, chúng ta tìm lão gia tử thật sự có chuyện rất trọng yếu. Giang Kiếm Phong chắp tay nói. Nếu như đổi thành những người khác, hắn liền đi giết, nhưng là trước mặt bà lão, hắn thật không thể động thủ à. Đây chính là khi sư diệt tổ à. Bà lão chút nào không thỏa hiệp, vẫn nói, ta nói không muốn lập lại lần thứ ba, lão gia tử rất ý tứ rõ ràng, Giang Nữ Dung không có tư cách lại bước vào Giang gia, nếu như nàng lại cố ý như vậy, vậy thì không thể trách ta. Dứt lời, lại có ba cái Giang gia cường giả xuất hiện, đứng ở bà lão sau lưng, ý định giết người phóng thích. Giang Kiếm Phong mới vừa muốn nói cái gì, Giang Nữ Dung liền mở miệng, nhị ca, chuyện ta tự mình giải quyết. Bội Dung, Giang Kiếm Phong trong mắt đều là vẻ do dự, hắn nhìn một cái xa xa một tòa kiến trúc. Hắn khẳng định kiến trúc phía trên nhất định đứng một cái ông già, đang mắt lạnh mắt thấy hết thảy các thứ này. Hắn thật không nghĩ ra, lão gia tử tại sao nhất định phải níu lấy chuyện năm đó không buông. Chẳng lẽ máu nồng tại nước sự thật còn không bằng gia tộc tương lai sao? Giờ phút này, Giang Nữ Dung bước ra một bước, chìa vào bà lão uy áp đi, gần từng chữ, xin tiền bối cho ta một lần cơ hội, ta muốn gặp lão gia tử. Ngay tại lúc này, bà lão sau lưng một cái mặt đầy tròm râu người đàn ông đứng dậy, hắn nhìn một cái Giang Nữ Dung, cười lạnh nói, Giang Nữ Dung, người cốt khí đi nơi nào? Người năm đó không phải nói lại cũng không biết hồi Giang gia. Làm sao bây giờ mặt dày mày dạn trở về? Giang Nữ Dung nhìn một cái người đàn ông kia, con người hơi co lại. Nàng còn nhớ người đàn ông này, Giang Phong Hoa. Vào năm đó, Giang Phong Hoa cũng coi là Giang gia dị bẩm thiên phú một vị, không ai bì nổi. Nhưng là ở nàng linh căn kiểm tra lúc đi ra, liền đem người này ngọn gió ép xuống, người này tựa như biến thành một người khác, không ngừng lấy lòng mình, thậm chí cả ngày đi theo sau lưng nàng quỳ liếm, nịnh hót đến mức tận cùng. Vốn cho là người này là thật lòng thành ý là nàng, lại không nghĩ rằng, ở nàng bị trục xuất Giang gia sau đó, lời nói châm chọc. Thậm chí vô cùng có thể, năm đó nàng và Diệp Thiên Chính ở chung với nhau sự việc, chính là người này để lộ ra ngoài. Không chỉ như vậy, mấy năm trước, cái này Giang Phong Hoa còn đích thân đi qua một chuyến Ninh Ba, vậy cao ngạo không ai bì nổi dáng vẻ, để cho nàng cảm giác được chán ghét. Lại không nghĩ rằng, sau nhiều năm như vậy, hai người lần nữa gặp mặt. Giang Phong Hoa gặp Giang Nữ Dung không nói lời nào, tiếp tục nói, Giang Nữ Dung, người bây giờ đối với tại Giang gia mà nói, chính là một cái người ngoài.
Nếu như ngươi còn muốn sống thật khỏe, lăn ra ngoài đi. Ngươi xuất hiện ở nơi này, chính là dơ bẩn Giang gia. Ngươi thân phận, thậm chí còn không bằng, ta Giang Phong Hoa nuôi một con chó. Lãnh ngữ từng cơn, để cho Giang nữ dung sắc mặt càng khó chịu. Giang Kiếm Phong bước ra một bước, đưa ngón tay ra trước Giang Phong Hoa nói, ngươi như nói nhảm nữa một câu, ta phế ngươi. Giang Phong Hoa không nói thêm gì nữa, đối với Giang Kiếm Phong, hắn vẫn là kiêng kỵ. Giang nữ dùng ánh mắt rơi vào bà cụ trên mình, nghiêm túc nói, ta hiểu bên trong lão gia tử, hắn nhất định nói cho ngươi, nếu như ta muốn bước vào Giang gia, cần muốn trả giá cái gì đi. Bà cụ con ngươi híp lại, gật đầu một cái, ngươi muốn bước vào Giang gia, có thể, chỉ cần có thể chịu đựng ở ba chiêu, chúng ta liền không ngăn cản nữa, lão gia tử đang ở bên trong chờ ngươi. Giang Kiếm Phong ngẩn ra, vội vàng nói, sư phụ ngươi ba chiêu đừng nói là bội dung, ta cũng không nhất định gánh hạ à. Ngươi đây hoàn toàn là làm khó người à. Giang Kiếm Phong rất rõ ràng, bà cụ mặc dù không ở Hoa Hạ Tông Sư trên bảng, nhưng là bàn về thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Một chiêu đi xuống, Giang nữ dung thật không nhất định có thể chống nổi. Đây chính là tự tìm cái chết à. Bà cụ lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải ta. Sau đó, nàng nhìn một cái bên cạnh Giang Phong Hoa, nói, Giang nữ dung, lão gia tử dặn dò, ngươi như phải đi gặp hắn, chỉ phải chịu đựng ở Giang Phong Hoa năm thành công lực ba chiêu là được, ngươi có thể đánh lại ngăn cản. Dĩ nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Giang gia, đây đối với ngươi, cũng hoặc là đối với Giang gia đều tốt. Giang nữ dung nhìn một cái âm trầm cười Giang Phong Hoa, lại bước ra một bước, chắp tay nói, dạy bảo. Giang Kiếm Phong liền vội vàng khuyên nhủ, bội dung, ngươi làm gì vậy à? Cái này Giang Phong Hoa cái gì mánh khóe, ngươi còn không biết sao? Nhưng mà Giang nữ dung tâm ý đã quyết. Giang Phong Hoa cười lạnh nói, Giang nữ dung, đây là ngươi tự tìm. Ngươi một mực dậm chân tại chỗ, mà ta đã sớm vượt qua từng cái một cảnh giới, ngươi ta bây giờ giống như đom đóm ánh sáng và ngày tháng. Ta xem ngươi làm sao chịu đựng ở ta một chiêu. Một giây kế tiếp, Giang Phong Hoa trên mình cuốn lên từng cơn đợt khí bao trùm mở, làm cho lòng người sợ hãi. Đồng thời, Giang Phong Hoa ba bước bước ra, mặt đất khẽ chấn động, một quyền hướng Giang nữ dung đánh tới. Một quyền này mang hô khiếu chi thanh, phá vỡ không khí, thậm chí có một tia sao hỏa lượn lờ, cực kỳ kinh người. Giang Kiếm Phong cảm giác được không đúng, cái này không phải năm thành công lực à, hắn mới vừa muốn ra tay. Lão phụ nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay đè hắn xuống bả vai. Kiếm Phong, không nên trách phi sư, lão gia tử là Giang gia trời, mệnh lệnh của hắn chúng ta không thể không nghe theo. Giang Kiếm Phong thân thể rung động, không cách nào nhúc nhích. Sư phụ, mà giờ khắc này Giang nữ dung không do dự nữa, vận chuyển đan điền chỉ có một tia chân khí, một chưởng đánh ra. Nhưng là một chưởng này và Giang Phong Hoa một quyền chênh lệch quá xa. Bành! Hai cổ lực lượng va chạm, Giang nữ dung trực tiếp té ra ngoài, như diều đứt dây, khóe miệng lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Giang Kiếm Phong mặt liền biến sắc, trên người trói buộc biến mất, vội vàng tiếp nhận Giang nữ dung, lại là đem một viên đan dược đút cho Giang nữ dung. Hắn nhìn Giang nữ dung gương mặt tái nhợt, quả đấm cầm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong Hoa. Uy hiếp nói, Giang Phong Hoa, chuyện này ta nhớ. Ngươi như lần sau rơi vào ta trên tay, ta tất nhiên để cho ngươi hối hận suốt đời. Giang Phong Hoa nhìn một cái Giang nữ dung, hừ lạnh một tiếng, và mấy người còn lại hướng Giang gia chính giữa nhất kiến trúc đi. Giang nữ dung không có sức đánh một trận, bọn họ vậy không cần lãng phí thời gian. Liền liền bà cụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu. Giang nữ dung mới thanh tỉnh lại. Nhị ca, bọn họ người đâu? Ta còn có thể. Giang nữ dung khó nhọc nói. Giang Kiếm Phong sắc mặt có chút nổi nóng, có thể cái dám. Cái này ba viên đan dược ngươi thu, mỗi ngày ăn vào một viên, thật tốt điều chỉnh. Giang gia ngươi cũng đừng nghĩ, Diệp Thiên Chính bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp. Con mẹ nó, lão tử vậy coi là có chút quan hệ, ta cũng không tin, không mượn Giang gia lực lượng. Ta liền mang không trở về Diệp Thiên Chính. Nhị ca, ta. Đừng nói nhảm, lập tức trở lại. Trưa 12:30. Kinh thành Đại học Sư phạm,
phòng học nhà trọ 1002. Diệp Thần mới vừa mở ra cửa chống trộm, liền nghe đến một cổ mùi thơm thức ăn, cảm giác quen thuộc, để cho hắn cảm khái vạn phần. Có cha mẹ địa phương, mới kêu nhà à. Bất quá cái này giáo viên nhà trọ dưới mắt lộ vẻ được ít đi một chút, phụ mẫu đã đi ra rồi, hắn vậy không cần phải ở nơi này nữa. Hắn đã để cho Lục Lăng Phong đi kinh thành xem xét biệt thự địa chỉ, phỏng đoán mấy ngày nay thì biết và mẫu thân dọn đi. Diệp Thần thấy trên bàn nóng hổi thức ăn, hốc mắt ửng đỏ, lại là ăn vụ làm liền một món ăn. Ngay tại lúc này, Giang Nữ Dung cười một tiếng, đi ra, người cũng lớn như vậy, còn giống như khi còn bé như nhau ăn vụng. Đi nhanh rửa tay, có thể ăn cơm. Giang Nữ Dung mặc dù sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ có chút khó chịu, nhưng là nàng hay là làm bộ như không có chuyện gì người như nhau. Nàng không muốn con mình lo lắng. Diệp Thần cười một tiếng, mụ, ăn trộm thật ra thì đặc biệt ăn ngon, ta cái này thì. Làm Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Nữ Dung nháy mắt, thanh âm hơi ngừng. Hắn y đạo thông thần, Giang Nữ Dung bị nội thương sự việc, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Hắn con ngươi, nháy mắt tức thì hiện lên một tia ngọn lửa, tựa như vạn trượng lửa giận muốn lao ra thân thể. Mụ, ngươi lên chưa đi nơi nào, ngươi tổn thương chuyện gì xảy ra. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận, gằn từng chữ. Không có ai biết thời khắc này hắn có bao nhiêu tức giận. Giang Nữ Dung diễn cảm cứng đờ, chợt cười một tiếng, cái gì tổn thương, ta không hiểu ngươi nói gì, mụ đi cho ngươi bới cơm, ngày hôm nay làm đều là ngươi thích ăn thức ăn, nhiều năm như vậy không nấu cơm, không biết mụ tay nghề có hay không thoái hóa. Nói xong, Giang Nữ Dung liền chuẩn bị đi bới cơm. Diệp Thần bắt lại tay của mẹ, ôn nhu nói, mụ, ta và ngươi nói qua, ta biết y thuật. Vết thương trên người của ngươi ta không thể nào không nhìn ra, ngươi lừa gạt được người khác, không lừa được ta. Giang Nữ Dung gặp lừa gạt không nổi nữa, liền giải thích, mụ không phải tu luyện sao, ngày hôm nay vô tình tẩu hỏa nhập ma, không có chuyện gì lớn, ăn cơm đi. Diệp Thần quả đấm cầm chặt, mấy giây sau đó, buông, gật đầu một cái, được, ăn cơm. Có phải hay không tu luyện tổn thương, hắn chẳng lẽ không nhìn ra? Diệp Thần không muốn chất vấn mẫu thân, càng không muốn để cho mẫu thân làm khó. Hắn yên lặng chịu đựng, đàng hoàng cùng Giang Nữ Dung ăn cơm. Nhưng là hắn sẽ điều tra ra mẫu thân nội thương nguyên nhân. Bất kể là ai, hắn cũng biết để cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Sau buổi cơm trưa, nàng và Giang Nữ Dung ở kinh thành Đại học Sư Phạm đi một vòng. Sau đó, Giang Nữ Dung liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Diệp Thần thì đi tới sân thượng, gọi thông ám điện và long hồn điện thoại. Bên trong 5 phút, ta phải biết ta mẫu thân sáng hôm nay đi nơi nào, thấy người nào. Diệp Thần dựa vào sân thượng, đốt một điếu thuốc. Trong mắt có một tia tia máu, khí tức cường đại lan ra. Một cái huyết long uốn quanh trước hắn thân thể. Dữ tợn là máu. Thời gian trôi qua, mới vừa 3 phút, một cú điện thoại gọi lại. Nàng thấy Giang Kiếm Phong, còn như đi nơi nào, còn không có điều tra ra được. Diệp Thần cúp điện thoại, bóp tắt trong tay khói. Vô cùng yên lặng. Mà đây yên lặng, càng giống như là yên lặng trước bão táp. Diệp Thần trở lại gian phòng, lấy ra bách thảo đỉnh, dùng tốt nhất dược liệu luyện chế một chai linh dịch. Mẫu thân thương thế, linh dịch so đan dược còn có dùng. Sau đó, hắn mang linh dịch gõ Giang Nữ Dung cửa phòng. Giang Nữ Dung nghi ngờ mở cửa, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền mở miệng nói, mụ, chai này đồ, ngươi chờ một hồi uống vào, ngươi thương thế sẽ lập tức hết bệnh, còn nữa, ta đi ra ngoài một hồi, có thể sẽ trễ giờ trở về, buổi tối đừng chờ ta ăn cơm. Thần nhi, ngươi đi nơi nào? Diệp Thần cười một tiếng, như xuân gió lay hú, mụ, có người thiếu ta ít đồ, ta đi cầm về. Nói xong, liền xoay người rời đi. Sát na xoay người, nụ cười ấm áp lại nữa, đó là một đôi tròng mắt lạnh như băng. Như cửu u địa ngục tử thần hạ xuống nhân gian. Hắn xuất hiện, tất nhiên tung lên mưa to gió dữ. Giang Nữ Dung nhíu mày một cái, không biết rõ mình nhi tử dở trò quỷ gì. Nàng đóng cửa phòng, nhìn trong tay một chai giống như nước giống như vậy. Uống lập tức hết bệnh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nàng đã từng cũng là Giang gia đại tiểu thư,
bảo bối gì không có gặp qua. Thế gian nếu là có như vậy thần kỳ đồ là tốt. Nàng lắc đầu một cái, đem Diệp Thần đồ đặt ở đầu giường, tiếp tục tu luyện. Nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, nàng vận chuyển công pháp, khí huyết cũng không thông suốt, nhiều lần muốn khạc ra máu tươi, đều bị nàng rất miễn cưỡng biệt trở về. Thử nghiệm mấy lần, đều thất bại. Đột nhiên, nàng ánh mắt chú ý tới đầu giường bình kia chất lỏng, nói thế nào đi nữa, đây cũng là Diệp Thần tâm ý, nếu như lãng phí liền quá thật xin lỗi Diệp Thần. Coi như là nước đi. Giang nữ dung đem chai cầm tới, vặn mở nắp bình. Nháy mắt tức thì, một cổ linh khí phóng thích mở. Linh khí trong lại là mang một tia nước thuốc. Ngửi được mùi này, sẽ để cho nàng tâm thần sảng khoái. Đây là... Nàng có chút khó tin, tay đều run rẩy. Thần nhi cho nàng chai này đồ, rốt cuộc là cái gì? Thuốc. Nàng không nghĩ nhiều nữa, ừng ực uống hai hớp, linh dịch ngay tức thì chui vào thân thể của nàng. Một cổ năng lượng ở nàng trong thân thể không ngừng loạn đụng. Nàng bị thương ngũ tạng lục phủ tựa như một hồi thanh gió lay qua, hoàn toàn khôi phục trạng thái như cũ. Cái này, Giang nữ dung trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật trong tay. Nàng coi như lại không hiểu, cũng biết đây là bảo bối ở giữa bảo bối à. Thân thể nàng thương thế lại hoàn toàn chữa trị. Không chỉ như vậy, nàng cảm giác mình thân thể cũng trẻ mấy phần. Thậm chí ngay cả mặt mũi cho vậy trẻ. Hết thảy trạng thái tựa như trở lại mười mấy năm trước. Quá đáng sợ. Mấu chốt thần nhi tại sao có thể có loại bảo bối này. Giờ khắc này, Giang nữ dung thật phát hiện mình xem nhẹ Diệp Thần. Thần nhi 5 năm này rốt cuộc đi nơi nào. Kinh thành Thiên Âm cao ốc lầu cuối. Giang Kiếm Phong chỉ như vậy ngồi ở lầu chót bên bờ, uống rượu. Ngày hôm nay sự tình phát sinh để cho hắn nổi nóng đến trình độ cao nhất. Đưa Giang nữ dung trở về sau đó, hắn không nhẫn nại được lửa giận trong lòng, tìm được Giang Phong Hoa. Vừa mới chuẩn bị động thủ, lão gia tử nhưng xuất hiện, xuống tử mệnh lệnh, để cho hắn không thể cử động nữa Giang Phong Hoa. Lão gia tử ra lệnh, hắn không dám không nghe. Giang Phong Hoa thì chẳng khác nào nhiều một đạo miễn tử kim bài. CMN. Giang Kiếm Phong trực tiếp đem chai rượu trong tay nện xuống đất, vỡ vụn ra, rượu văng khắp nơi. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen xuất hiện, Giang Kiếm Phong con người đông lại một cái, một trường hướng bóng đen đi, làm hắn thấy người trước mặt, ngừng ở giữa không trung, diễn cảm kinh ngạc đến mức tận cùng, Diệp Thần. Người tại sao lại ở chỗ này? Thời khắc này Diệp Thần diễn cảm rét lạnh, không có bất kỳ nói nhảm, mang ta đi Giang ra. Ngắn ngủn 5 chữ, lại để cho Giang Kiếm Phong cảm thấy một tia âm lãnh ý bao trùm. Thậm chí còn mang một tia uy áp. Tiểu tử này thực lực lại có thể cường đại đến mảnh đất này bước. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Giang Kiếm Phong thậm chí cảm thấy giờ phút này nếu như hắn và Diệp Thần động thủ, cũng không nhất định có thể thắng. Làm sao có thể sẽ có loại ý nghĩ này? Mang ta đi Giang ra. Diệp Thần thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Giang Kiếm Phong nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, mẹ ngươi đem chuyện hôm nay và ngươi nói. Giang Phong Hoa bị lão gia tử xuống miễn tử kim bài, ngươi nếu như động thủ, tuyệt đối là đi tìm chết. Diệp Thần ngẩn ra, chợt khóe miệng phát họa một đạo độ cong, xem ra đả thương của mẹ ta xúc sinh gọi là Giang Phong Hoa. Hắn giọng rất lạnh, lạnh đến xương tủy. Giang Kiếm Phong lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng, hận không được tát mình một cái miệng rộng tử. Diệp Thần, dưới mắt ngươi vẫn là nhiều bồi bồi mẹ ngươi đi, các người thật vất vả đoàn tụ. Diệp Thần từ lầu cuối nhìn xuống toàn bộ kinh thành phong cảnh, nói, muốn cho ta từ bỏ ý định, có thể, ta muốn đi xem Giang gia rốt cuộc là hình dáng gì, dẫu sao Giang gia cũng coi là ta mẫu thân lớn lên địa phương. Đối với người bình thường mà nói, vậy coi như ngoại công nhà. Ta liền muốn liếc mắt nhìn, như vậy đối với ta con đường võ đạo trưởng thành rất cần phải có. Có một cái mục tiêu, mới có thể cường đại hơn, không phải sao? Giang Kiếm Phong nghe được Diệp Thần mà nói, lại nhìn xem Diệp Thần dáng vẻ, tựa hồ bình thản rất nhiều, không có tức giận. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật nghĩ thông suốt? Hắn biết Diệp Thần nóng nảy. Nếu như ngày hôm nay không mang theo thằng nhóc này đi Giang ra liếc mắt nhìn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Hắn suy tư mấy giây, thở dài một tiếng, được rồi, đây cũng là ta dưới mắt duy nhất có thể giúp ngươi, hy vọng ngươi xem qua Giang gia sau đó, có thể thu liễm mấy phần. Nhớ, chỉ có thể liếc mắt nhìn, không thể làm bậy. Biết, Diệp Thần cười nói. 10 phút sau đó, Giang Kiếm Phong mang Diệp Thần đi tới một nơi kinh thành khu náo nhiệt. Khu náo nhiệt có một cái ngõ hẻm, rất là yên lặng. Giang Kiếm Phong ngón tay bóp quyết, chỉ điểm một chút ở vách tường trên, trận pháp hiển lộ. Hai người vượt qua Giang gia trận pháp, trực tiếp bước vào trong đó. Đây chính là Giang gia, ngươi. Giang Kiếm Phong nhìn một bên Diệp Thần giải thích, lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần quanh thân quấn vòng quanh cuồn cuộn sát khí, trong mắt hiện lên đỏ thẫm. Đây là bùng nổ điềm báo trước à? Nơi nào có bình tĩnh mới vừa rồi à? Diệp Thần, người không nên sằng bậy à? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một bước bước ra, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, năm ngón tay một chảo, Giang gia bảng hiệu trực tiếp bị hắn hái xuống. Bành! Một giây kế tiếp, Giang gia bảng hiệu bị Diệp Thần một quyền đập bể. Vô số mạt gỗ hoành bay. Giờ khắc này, Giang Kiếm Phong giật mình, toàn thân đổ mồ hôi. Vậy hai cái phản ứng lại giữ cửa người vậy ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới vậy mà sẽ có người giết tới Giang gia, lại là rất miễn cưỡng phá hủy Giang gia bảng hiệu. Đây là Giang gia sỉ nhục à? Cái này mẹ hắn là không muốn sống nữa sao? Tự tìm cái chết. Hai chuôi trường thương trực tiếp hướng Diệp Thần đâm tới, dùng mình lóe lên, thương mang bao trùm mở. Ngay tại sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần quả đấm đột nhiên đập ra. Vậy hai chuôi trường thương trực tiếp vỡ vụn. Cường đại đợt khí cuộn sạch, trực tiếp đem hai người chấn động bay. Không chung lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Giang Phong Hoa, cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo kinh thiên gầm thét tiếng vang khắp toàn bộ Giang gia. Thừa tái Diệp Thần trong lòng căm giận ngút trời. Thời khắc này Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm, trên mình truyền ra từng cơn long ngâm, tựa như chiến thần ra đời. Giang Kiếm Phong gặp Diệp Thần lại trực tiếp la như vậy, sắc mặt đại biến. Đây chính là Giang gia à? Người phá hủy Giang gia bảng hiệu, bây giờ còn không đi, đây không phải là muốn chết sao? Mấu chốt lại vẫn ở cửa không ngừng kêu muốn Giang Phong Hoa lệnh. Giang Phong Hoa nhưng mà bị lão gia tử xuống miễn tử kim bài à? Giang gia ai dám động? Dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ ai dám động? Diệp Thần đây là điên rồi sao? Còn nữa, lão gia tử nhưng mà một mực đem Diệp Thần làm là Giang gia nghiệt chủng. Bây giờ nghiệt chủng giết tới cửa đi, lão gia tử tức giận, Diệp Thần nào còn có mạng sống à? Giang Kiếm Phong không do dự nữa, thân thể xông tới, năm ngón tay giữ lại Diệp Thần bả vai, nghiêm túc nói, Diệp Thần, ngươi chạy nhanh, nơi này ta cho ngươi chĩa vào. Ngươi đây là sông đại hỏa à, hơn nữa còn là di thiên đại hỏa. Diệp Thần dư quang nhìn lướt qua trên bả vai tay, nhàn nhạt nói, chuyện này và ngươi không liên quan, thậm chí và Giang gia không có quan hệ, ta chỉ cần Giang Phong Hoa lệnh, mà thôi. Diệp Thần trong giọng nói tiết lộ ra nồng nặc tức giận tình. Hắn tổn thương ta mẫu thân, cũng chưa có tư cách còn sống, đây là ta nguyên tắc. Nếu như, ngươi liền ta nguyên tắc cũng phải phá xấu xa, vậy không tốt ý Giang Kiếm Phong, ngươi chính là ta kẻ địch. Dứt lời, Diệp Thần trong thân thể lao ra một đạo hồng quang. Một cái huyết long chỉ như vậy uốn quanh trước Diệp Thần. Dữ tợn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Kiếm Phong. Tựa như chỉ cần Giang Kiếm Phong không buông tay, nó thì biết thẳng lao xuống đem hắn chiếm đoạt. Lại là điều này huyết long hư ảnh. Giang Kiếm Phong theo bản năng buông lỏng năm ngón tay, lại là lui về phía sau. Vậy cái huyết long nhìn chằm chằm hắn, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Diệp Thần, không nên vọng động à, Giang Phong Hoa một trưởng kia, ta sẽ giúp bội dung đòi lại, ngươi thực lực và Giang gia cao thủ chênh lệch quá lớn. Nếu như Giang gia cường giả đi ra, thì thật phiền toái. Đây là Giang Kiếm Phong phát giác cái gì, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Diệp Thần, chạy nhanh, không còn kịp rồi. Lời nói mới vừa rơi xuống, một đạo dày chi tiếng vang lên, muốn đi, không có cơ hội. Một giây kế tiếp, mười mấy đạo thân ảnh vọt ra. Bà cụ, Giang Phong Hoa, Giang Trấn Nho, cùng với Giang gia đông đảo cao thủ.
Lão gia tử mặc dù không có đi ra, nhưng là Giang gia quản gia Giang Hải Sơn đi ra. Gặp Giang Hải Sơn thì chẳng khác nào gặp đến lão gia tử. Có thể gặp lão gia tử tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên mặt đất tan vỡ môn biển trên. Mỗi một người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại thật sự có người dám hủy diệt Giang gia bảng hiệu. Không muốn sống nữa sao? Mấy giây sau đó, một cổ vô hình tức giận bao trùm mở. Giang Hải Sơn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, con người hơi co rúm một cái. Hắn dĩ nhiên biết đây là Giang nữ dung nhi tử Diệp Thần. Cái đó Giang gia không buông tha nghiệt chủng. Cái đó sanh ra được chính là phàm căn phế vật. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Phá hủy Giang gia bảng hiệu, trọng thương Giang gia cường giả, lão gia tử rất tức giận, cái này tức giận, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Giang Hải Sơn thanh âm mang một tia uy hiếp. Thậm chí một cổ vô hình uy áp hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần hừ lạnh nói, Giang Phong Hoa ở đâu, ta chỉ bất quá tới hướng hắn lấy mạng, chỉ như vậy mà thôi. Các người như muốn ngăn ở trước mặt hắn, ta liền cùng nhau xóa đi. T. Nghe được câu này, tất cả mọi người hoàn toàn bị Diệp Thần giọng sợ. Không chỉ muốn giết Giang Phong Hoa, thậm chí bất luận cái gì ngăn trở người hắn đều phải giết. Cái này mẹ hắn vậy qua cuồng vọng đi. Đây chính là ở Kinh Thành, ở Giang gia, ai cho hắn dũng khí. Ngay tại lúc này, Giang Kiếm Phong vội vàng đứng dậy, chắn Diệp Thần trước người, cười nói, đứa bé không hiểu chuyện, đừng thấy lạ, ta cái này thì mang hắn rời đi. Giang Kiếm Phong vừa định đi kéo Diệp Thần, một chuôi kiếm lạnh lẽo liền đâm tới đây, chặn đường đi của hắn lại. Hắn nhìn một cái xuất kiếm người, chính là hắn sư phụ, lão phụ nhân kia. Sư phụ, bà cụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Kiếm Phong, buổi sáng Giang nữ dung xông vào Giang gia, vi sư đã rất nhân từ, thả nàng một cái mạng. Buổi chiều, Giang nữ dung con trai vậy xông vào Giang gia, ta mặc dù muốn thả qua hắn, nhưng là hắn làm sự việc, đã để cho vi sư không cách nào nhân từ, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều phải cho Giang gia một câu trả lời. Bà cụ giọng cao cao tại thượng, càng giống như là ra lệnh. Giang Kiếm Phong con người híp lại, nhìn một cái Diệp Thần, trong tay giống vậy xuất hiện một thanh trường kiếm, Kiếm Phong chỉ bà cụ. Hắn không có lựa chọn. Diệp Thần là Giang nữ dung duy nhất nhi tử, huống chi hắn coi trọng Diệp Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ mạng ở Giang gia. Hắn hôm nay nhất định phải bảo vệ Diệp Thần. Vô luận như thế nào? Dù là sau chuyện này, hắn tự mình mời lão gia tử trừng phạt. Gia pháp, giam. Hắn cũng nhận. Nhưng là Diệp Thần ngày hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bà cụ và tất cả mọi người hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Giang Kiếm Phong lại có thể sẽ vì một cái người ngoài mà lượng kiếm. Hắn là điên rồi sao? Kiếm Phong, người biết người đang làm gì không? Bà cụ lạnh lùng nói. Giang Hải Sơn cũng là nói, thiếu gia, người đứng sai đội, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, hôm nay người đem Giang nữ dung mang xuống sông nhà. Lão gia tử đã rất tức giận, nếu như ngươi lại u mê không tỉnh đi xuống, lão gia tử bên kia liền đối phó không được, ngươi hẳn biết lão gia tử nóng này. Giang Kiếm Phong trong mắt cực kỳ ngưng trọng, không để ý đến tất cả mọi người, mà là nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần, ngươi đi trước, nơi này ta là ngươi ngăn trở. Chạy đi đâu? Cơ hồ ngay tức thì, mười mấy người có một vòng tròn, bao quanh Diệp Thần. Kiếm ý lóe lên. Chỉ cần Diệp Thần dám động một cái, hẳn phải chết. Giang Kiếm Phong vừa định động kiếm là Diệp Thần mở ra một con đường tới, một cái thon dài tay nắm hắn thanh kiếm kia. Nắm thật chặt. Cứu cứu, không cần ngươi ra tay, ngươi tình, ta Diệp Thần nhớ. Nhưng là hôm nay, là ta và Giang Phong Hoa ân oán. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống. Giang Kiếm Phong cử động đáng hắn kêu một tiếng này cứu cứu. Chắc hẳn buổi sáng. Giang Kiếm Phong vậy giống như vậy bảo vệ hắn mẫu thân. Ai đúng ai sai, hắn phân rõ. Giang Kiếm Phong nghe được Diệp Thần kêu lên hai chữ kia giật mình, trong mắt có chút kích động. Hắn nhìn về phía Diệp Thần cầm kiếm tay, bởi vì dùng sức, Kiếm Phong cắt vỡ bàn tay, đã rịn ra máu tươi. Điều này đại biểu Diệp Thần quyết tâm. Hắn do dự 3 giây, cuối cùng vẫn là rút ra kiếm, hướng phía sau thối lui. Được. Nếu như ngươi không gánh nổi, ta sẽ xuất thủ. Giang Kiếm Phong đem hết thảy giao cho Diệp Thần.
Hắn từ Diệp Thần trên mình nhìn thấu cường đại tự tin, hắn nhớ lại vậy cái trên bầu trời huyết long, hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Thần một lần. Giang ra cửa, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Sao sạc ý, bao trùm mở. Một người ở cửa, vạn người chứa mở. Diệp Thần ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, lạnh như hàn xương thanh âm vang lên, Giang Phong Hoa là ai? Một cái Giang gia cường giả cũng không nhịn được nữa, cười nói, một mình ngươi nhiệt chủng thật đem mình coi ra gì, nếu như không phải là ngươi cái này nhiệt chủng còn có ngươi tên phế vật kia cha, làm sao biết gây ra loại chuyện này? Nhiệt chủng. Diệp Thần cười, hắn nụ cười không có chút nào nhiệt độ. Một giây kế tiếp, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Ly hợp cảnh hòa khí động cảnh chênh lệch giống như thiên địa. Mà Thương Long Huyễn Thân Quyết chỉ có cách hợp cảnh sau đó mới có thể cho thấy hắn mạnh mẽ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo gió lớn cuộn sạch, khi bọn hắn cảm giác được thời điểm không đúng, Diệp Thần đã xuất hiện ở cái đó nói chuyện Giang gia cường giả trước mặt. Năm ngón tay tựa như xé không khí, giữ lại cổ của người nọ. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết, mà ngươi đáng chết. Người nọ con ngươi trợn to, quanh thân kình khí phun trào, mới vừa muốn ra tay, chậm. Diệp Thần chân khí bùng nổ, hắn cổ trực tiếp vặn gãy. Máu tươi phun ra, dữ tợn đến trình độ cao nhất. Một cổ thi thể chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện ném vào Giang Hải Sơn và bà cụ trước mặt. Khiêu khích trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới cái này Diệp Thần ở người ít không đánh lại đông dưới tình huống, còn biết xuất thủ như thế, càng sẽ dễ dàng giết một người. Xa xa Giang Kiếm Phong trợn to hai mắt, tựa như pho tượng. Cái này còn là hôm đó nhìn thấy Diệp Thần, thực lực lại cường đại đến mảnh đất này bước. Coi như là hắn, cũng không khả năng dễ như trở bàn tay ở nhiều cường giả như vậy mí mắt phía dưới giết người. Tiểu tử này tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh đi. Giang Kiếm Phong thật bị sợ. Thằng nhóc này mới hơn 20 à. Dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cái tuổi này tiểu tử, ai dám như vậy? Giang Hải Sơn và bà cụ con ngươi hơi co lại, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thần thân pháp quỷ dị. Mấu chốt thân pháp này tất nhiên có thực lực dựa vào. Ai là Giang Phong Hoa, ta cuối cùng hỏi một lần, nếu như các người cũng không cho ta câu trả lời, tất cả mọi người đều sẽ chết. Diệp Thần thị huyết thanh âm vang lên. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh đỏ. Mặc dù Giang Hải Sơn và bà cụ để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng là hắn không sợ, nếu như không địch lại, liền vận dụng vị kia đại năng lực lượng. Vì mẫu thân, đáng. Huống chi, phá thiên kiếm ý ở hắn một kích toàn lực sau đó, cái này hai người còn chưa nhất định có thể chống đỡ. Ngay tại lúc này, Giang Phong Hoa đứng dậy. Trường kiếm trong tay thả ra cực mạnh hơi thở, hắn lạnh lùng nói, ta chính là Sông Phong Hoa, ngươi có thể làm ta thế nào? Xem ra nghiệt chủng kia hai chữ kích động đến ngươi thủy tinh lòng, cái này chẳng lẽ không phải là sự thật? Mẫu thân ngươi tiện nhân này tiền trình thật tốt không muốn, và một tên phế vật lập gia đình, làm nghịch lão gia tử ý nguyện, sinh hạ ngươi cái này nghiệt chủng. Coi như ngươi bước vào võ đạo thì như thế nào? Các ngươi một nhà chỉ biết lâm vào là võ đạo giới trò cười. Càng không thay đổi được ngươi là phế vật sự thật. Trên mình ngươi máu đã làm bẩn Giang gia. Giang Phong Hoa sở dĩ dám đứng ra như thế nói, hoàn toàn là bởi vì hắn bên người đứng Giang Hải Sơn và bà cụ. Mới vừa rồi mặc dù bị Diệp Thần được như ý, hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý, bây giờ hai người cảm giác phóng thích mở. Chỉ cần Diệp Thần động thủ, tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Hắn có gì sợ hãi? Hơn nữa, hắn chắc chắn. Thằng nhóc này phải chết. Hủy Giang gia môn biển, giết người Giang gia, tội không thể tha. Giang Kiếm Phong vậy không cứu được hắn. Diệp Thần lạnh như băng con người rơi vào Giang Phong Hoa trên mình, con người tràn đầy là máu và giết hại. Hắn giống như một đầu sói đói, cuồng bạo đến mức tận cùng. Hắn từng bước hướng Giang Phong Hoa đi tới, quỳ xuống, cái tay kia động ta mẫu thân mình chặt đứt, ta cho ngươi toàn thây. Nếu không, ngươi liền toàn thây cũng không có. Giang Phong Hoa giống như nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, cuồng vọng dơ dơ lên tay phải, thật đáng tiếc, sớm biết ta sẽ dùng 100% công lực, nói không chừng một quyền liền đem mẫu thân ngươi đánh cho tàn phế. Diệp Thần không nói nhảm nữa, một cái cất bước, mang ngút trời cơn giận,
hóa là tên rời cung hướng Giang Phong Hoa đi. Kinh khủng đợt khí, chẳng qua là trong nháy mắt, ầm ầm bị nổ tung. Mười mấy vị Giang gia cường giả trực tiếp ngăn ở Giang Phong Hoa trước người, thằng nhóc, tự tìm cái chết. Bên trong sân bầu không khí, một mảnh sơ xác tiêu điều. Đi đôi với tiếng nói rơi xuống, không khí tựa như đọng lại. Diệp Thần nhìn cái này mười mấy người, trong mắt lạnh lùng, phần thiên trưởng trực tiếp sử dụng. Một đạo hỏa diễm hư trưởng bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc bây giờ, gió lớn phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Cuốn lên trước giống như thực chất giống vậy đợt khí, một trưởng này, không chút lưu tình càn quét đi. Diệp Thần quanh thân phun trào ra ngọn lửa. Bước vào ly hợp cảnh, hơn nữa cái này thượng cổ đại năng lưu lại võ, đủ để nghiền ép. Thời khắc này Diệp Thần quanh thân bị một đạo hỏa diễm bao trùm, khí thế cường đại, cơ hồ để cho nơi có người cảm giác lòng rung động. Đợt khí lăn lộn, hết thảy giống như thực chất, theo Diệp Thần dịch một trưởng này đánh ra, thiên địa đột nhiên định cách. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất là hóa thân trở thành cả thế giới nồng cốt. Đối mặt như thế kinh khủng một trưởng, những cái kia Giang gia cường giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái gì là thực lực? Đây chính là thực lực. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng, để cho người sợ hết hồn hết vía. Bá đạo như vậy, bọn họ như thế nào ngăn cản? Thậm chí liền tránh quyền lực cũng không có. Bành! Mười mấy người ngay tức thì người ngưỡng mã phiên, có vài người thậm chí tại chỗ khạc ra máu tươi. Cường đại đợt khí đem bọn họ xương sườn, tay chân toàn bộ đụng gãy. Thậm chí trên mình còn khó hiểu xông ra đạo đạo hỏa diễm. Thấy một màn này, Giang Phong Hoa vậy bị dọa, nghiệt chủng này tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Bất thình lình đả kích, thật là giống như là búa nện, đem tim hắn đều phải đánh chia năm xẻ bảy. Hắn thậm chí theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Gắt gao núp ở Giang Hải Sơn và sau lưng của lão phụ nhân. Mau, mau giết nghiệt chủng này. Giang Hải Sơn và bà cụ nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, thằng nhóc, đừng u mê không ngộ, thu tay lại đi. Cút! Diệp Thần thân thể xông ra ngoài, trực thủ Giang Phong Hoa chỗ hiểm. Giang Hải Sơn và bà cụ thấy vậy, lại cũng ngồi không yên, vội vàng ra tay. Hai trưởng xen lẫn từng cơn đợt khí đột nhiên đánh ra. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có hai cổ cực mạnh uy áp như núi to vậy hướng Diệp Thần đè đi. Diệp Thần cười nhạt, quanh thân lực lượng ngưng tụ ở một chút trên, hai quả đấm bỗng nhiên đánh ra, đảo mắt bây giờ chính là đánh vào vậy uy áp trên. Uy áp tiêu tán, thoáng như sấm rền nổ tung. Đồng thời cái này hai quyền không có bất kỳ dừng lại, chân khí ở quả đấm bắn ra hàn mang, trực tiếp và vậy hai trưởng va chạm. Quyền trưởng giao phong, đột nhiên bây giờ, cả vùng cũng kịch liệt run rẩy. Một cổ thực chất đợt khí, hướng bốn phía bắn tán loạn ra. Diệp Thần lui lại mấy bước. Nhưng là một giây kế tiếp, thân thể lại xông ra ngoài. Hắn không dự định ham chiến, giết Giang Phong Hoa mới là mấu chốt. Hắn ở trong lực lượng không địch lại cái này hai vị Giang gia cao cấp cường giả, nhưng là ở phương diện tốc độ, nghiền ép. Thương Long Huyễn Thân Quyết bước ra, thế như tia chớp, động như bôn lôi. Vậy thân pháp quỷ dị, để cho người hoa cả mắt, phòng không cẩn thận phòng, vậy tốc độ cực hạn, để cho người không chớp mắt. Xông phá Giang Hải Sơn và bà cụ trưởng ảnh, Diệp Thần đảo mắt bây giờ, lắc mình đi tới Giang Phong Hoa bên người. Sắc mặt hai người biến đổi, muốn đi ngăn lại Diệp Thần, đã không còn kịp rồi. Sột sột, Diệp Thần đã xuất hiện ở Giang Phong Hoa trước mặt, thân hình đột nhiên một lần, đế giày cùng mặt đất va chạm, phát ra nhọn thanh âm chói tai. Thế như Thái Sơn, áp đính xuống. Giờ khắc này Diệp Thần, khí thế vẫn nhảy lên tới cực điểm. Ở toàn trường rung động ngay trong ánh mắt, Diệp Thần năm ngón tay một chảo, trực tiếp giữ lại Giang Phong Hoa cổ tay, cường đại lực lượng bung ra. Long ngâm từng cơn, Giang Phong Hoa cánh tay trực tiếp bị chấn bể. Hóa là một đạo xương máu. Tay ngươi, ta Diệp Thần muốn. Giang Phong Hoa trơ mắt nhìn tay mình cánh tay chấn vỡ, hắn muốn phản kháng, nhưng kinh hãi phát hiện thật giống như có một cái huyết long quấn vòng quanh hắn. Hắn ngay cả động tư cách cũng không có. Toàn bộ Giang ra cửa ăn mặc hắn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tay hắn chỉ như vậy đứt. Không có tay phải.
hắn còn tu luyện thế nào? Nhưng là rất nhanh, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, tên gì, đây chẳng qua là bắt đầu. Rắc rắc, Giang Phong Hoa cánh tay khác cũng bị Diệp Thần bóp vỡ. Xương máu từng cơn, thời khắc này Diệp Thần ở hắn trong mắt chính là ác ma. Ngươi rốt cuộc, Giang Phong Hoa mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần lần nữa một quyền đập ra. Một quyền này đập vào hắn bụng. Cơ hồ xuyên thủng, máu thịt mơ hồ. Giang Phong Hoa bay ra ngoài, nhưng là giữa không trung, một cái bóng đen rơi xuống, Diệp Thần năm ngón tay giữ lại cổ của hắn. Chết lan tràn. Giang Hải Sơn và bà cụ mặt liền biến sắc, mới vừa muốn ra tay, một đạo thân ảnh già nua từ bên trong đi ra. Tất cả mọi người giật mình, bởi vì Giang lão gia tử tới. Giang gia ngày qua. Giang lão gia tử bước chân dừng lại, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tức giận nói cho ta dừng tay. Diệp Thần một lần, lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Giang lão gia tử, cười lạnh một tiếng, lực lượng bắn tán loạn. Giang Phong Hoa đầu lâu trực tiếp bị hắn hái xuống. Sau đó, một câu nhàn nhạt lời nói rơi xuống, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách trở ngại ta giết hắn. Giờ khắc này, toàn bộ Giang gia lâm vào yên tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người tựa như gặp quỷ vậy. Giang Hải Sơn và bà cụ đồng loạt bối rối. Giang Kiếm Phong con người đều là kinh hoàng và kinh người. Diệp Thần lần này sợ là chọc phá trời. Không chỉ ngay trước Giang lão gia tử mặt chu diệt Giang Phong Hoa, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Giang lão gia tử mặt. Giang Phong Hoa nhưng mà Giang lão gia tử xuống miễn tử kim bài người à. Quá đáng hơn là Diệp Thần mới vừa nói gì. Giang lão gia tử là thứ gì? Hắn có cái gì dũng khí nói ra miệng? Giang lão gia tử nhưng mà hoa hạ võ đạo giới nhất có quyền phát biểu 11 người trong. Hắn là Giang Gia Thiên. Dám như vậy làm nhục Giang lão gia tử, trong thiên hạ chỉ có Diệp Thần. Thời khắc này tất cả mọi người trong lòng chắc chắn, bất kể như thế nào, Diệp Thần hôm nay hẳn phải chết. Giang Kiếm Phong lòng chìm tới đáy, hắn nhìn một cái Giang lão gia tử gương mặt. Hoàn toàn tối. Cái này bộ dáng phẫn nộ là hắn chưa từng thấy qua. Giang lão gia tử thân thể khẽ run, một cổ sát khí lan tràn xem ra. Giang lão gia tử tức giận, đủ để cho hoa hạ võ đạo giới động đất. Sau đó Giang Kiếm Phong vừa nhìn về phía Diệp Thần, thời khắc này Diệp Thần trong tay nắm Giang Phong Hoa đầu lâu, giống vậy lạnh lùng nhìn Giang lão gia tử. Không có chút nào lùi bước và sợ hãi. Giang Kiếm Phong rất rõ ràng, để cho Diệp Thần nói xin lỗi là căn bản không có thể, hắn không do dự nữa, lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn ngắn cho Giang Nữ Dung. Tới Giang gia, xảy ra chuyện lớn. Làm xong hết thảy các thứ này, Giang Kiếm Phong liền hướng Giang lão gia tử đi tới, ba, Diệp Thần hắn. Giang lão gia tử trầm thấp thêm lãnh ý gầm thét vang lên, ngươi im miệng. Nghiệt chủng này là ngươi mang nhập Giang gia. Giang Kiếm Phong khẽ cắn răng, thừa nhận nói, Chuyện hôm nay, Kiếm Phong một người gánh vác. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, Kiếm Phong, chuyện này ngươi dĩ nhiên phải gánh vác. Chính ngươi đi quỳ từ đường một tháng, đối diện tường suy nghĩ. Giang Kiếm Phong bản muốn tiếp tục nói gì, lão gia tử cánh tay vung lên, một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào đi. Giang Kiếm Phong thân thể lui về phía sau hết mấy bước. Tu Vi càng bị một cổ uy áp áp chế, rất là khó chịu. Hắn không giúp được Diệp Thần. Hắn thậm chí rất rõ ràng, Diệp Thần có thể không sống qua ngày hôm nay. Trên người hắn mặc dù có Giang gia huyết mạch, nhưng là lão gia tử cũng không phải là hiền lành, nếu không cũng không khả năng thủ được Giang gia. Lúc còn trẻ, lão gia tử không biết giết nhiều ít cao cấp cường giả, uy danh thiên hạ. Lòng dạ độc ác trình độ. Liền con mình vậy không nhất định sẽ bỏ qua cho, huống chi Diệp Thần. Diệp Thần ở lão gia tử trong mắt chính là hắn cả đời lớn nhất điểm nhơ, hận không được xóa đi. Giờ phút này, Giang lão gia tử đưa mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, phức tạp mà âm lãnh, nói, ngươi không nên giết Phong Hoa, thật không nên. Mặc dù không biết ngươi cái này nghiệt chủng đi nơi nào học những thứ này, nhưng là đối với ta lại nói cũng không trọng yếu, không người nào dám làm nghịch ta. Làm nghịch người ta, đều chết hết, người cũng không ngoại lệ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay đầu lâu ném tới Giang lão gia tử dưới chân. Dữ tợn lại huyết sát.
Hắn lên tiếng, ta phụ mẫu, không có ai có thể động, Giang Phong Hoa động, hắn chết. Ngươi cũng giống vậy. Cho dù ngươi cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy, ở ta trong mắt chỉ bất quá cũng là xem như mây khói mà thôi, không ngăn cản được ta giết hắn. Ngươi hẳn vui mừng, ngươi không có ra tay tổn thương ta mẫu thân, nếu không, ngươi cũng không có tư cách đứng nói chuyện với ta. Còn nữa, ta không muốn lại từ ngươi trong miệng nghe được nhiệt chủng cái này hai chữ. Ta Diệp Thần trước kia và các người Giang gia không có bất luận quan hệ gì, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Diệp Thần thanh âm chỉ như vậy nhàn nhạt rơi xuống. Tại tất cả người bên tai nổ vang. Cho tất cả mọi người sâu đậm rung động. Trong tay hắn Trảm Long kiếm một mực nắm, tùy thời chuẩn bị phá thiên một kiếm, thậm chí dẫn động tòa mộ kia bia, nếu như đám người này không biết tương, hắn vậy sẽ không khách khí. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, tại chỗ mỗi một người cũng bị rung động. Giang lão gia tử uy hiếp, đó là không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, thằng nhóc này lại vẫn dám uy hiếp lão gia tử. Cái này cuồng vọng giọng, không khỏi làm bọn họ cảm thấy buồn cười. Mấy giây sau đó, Giang lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nhìn về phía Giang Hải Sơn cùng với bà cụ, nhàn nhạt nói, không cần nói nhảm, động thủ đi. Dùng máu hắn hiến tế Giang Phong Hoa, vậy coi là cho hắn một câu trả lời. Ở Giang lão gia tử trong mắt, Diệp Thần thực lực cố nhiên mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến ra hắn ý liệu, nếu như không thế nào cuồng ngông, hắn ngược lại là có thể đổi một phương thức điềm đạm. Dẫu sao dựa theo Diệp Thần bây giờ phát triển, sau này ở Hoa Hạ võ đạo giới tất nhiên có nhất định quyền phát biểu. Nhưng là dưới mắt, Diệp Thần căn bản không có thể bị Giang gia khống chế. Thà như vậy, còn không bằng xóa sạch. Giang Hải Sơn và bà cụ trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Trên trường kiếm linh khí từng cơn, tất nhiên bất phàm. Trên mặt của hai người có kiên quyết ý, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần mặc dù có thể ngăn cản bọn họ quyền trưởng, nhưng là như muốn động kiếm, Diệp Thần tuyệt đối không có sức đánh trả. Giang Hải Sơn cổ tay run một cái, sắc bén bắn tán loạn, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Chạy thẳng tới Diệp Thần đi. Mắt thấy Giang Hải Sơn trường kiếm phá vỡ chân trời, không ít người kinh hô lên. Giang Hải Sơn một kiếm, toàn bộ kinh thành có thể ngăn cản có mấy người. Bọn họ cũng không cho rằng Diệp Thần có ngăn trở tư cách. Thậm chí, ở Giang Hải Sơn xuất kiếm ở một chớp mắt kia, ở rất nhiều người xem ra, cục diện đã định chết. Diệp Thần hẳn phải chết. Bà cụ cũng không có ra tay, nếu như hai. Người động kiếm chém chết một cái vãn bối, truyền đi, thật sự là chuyện thiếu. Diệp Thần nhìn sắc bén tấn công tới, con người hiện lên một tia lãnh ý, muốn giết ta. Kiếm ngươi, không đủ phong độ. Dứt lời, Diệp Thần trên người khí thế đổi được ác liệt. Ở đó đầy trời kiếm quang cuốn tới trong nháy mắt, Diệp Thần cổ tay run một cái, ý định giết người phóng thích, phá. Ông! Diệp Thần trên mình chân khí bùng nổ. Vô tận chân khí toàn bộ hội tụ Trảm Long kiếm trên, thân kiếm chấn động, ánh đỏ lóe lên. Một cổ cực mạnh sát ý xông ra ngoài. Một kiếm vung ra, gió lớn cuốn lên. Một kiếm này mặc dù không phải là phá thiên kiếm ý, nhưng là phẩm cấp cũng không yếu, là La Vân Thiên ban đầu truyền thụ cho một đạo kiếm pháp. Cái này một bộ kiếm pháp tuyệt diệu vô cùng, thô bạo vô song, một kiếm vung ra, giống như hô phong hoán vũ. Diệp Thần khí thế bỗng nhiên tăng lên tới độ cao khó có thể tưởng tượng được. Nhọn tiếng xé gió không ngừng vang lên, Trảm Long kiếm kiếm ý phân tán ra. Đảo mắt bây giờ, ùn ùn kéo đến, kiếm ảnh đầy trời, Giang Hải Sơn cường thế trực tiếp đổi được ảm đạm, thậm chí bắt đầu mất đi. Đây là cái gì kiếm pháp? Giang Hải Sơn sắc mặt đại biến. Hắn đối với kiếm pháp của mình có đầy đủ lòng tin, nhưng là Diệp Thần một kiếm này long trời lở đất. Phẩm cấp cực cao. Hắn chưa bao giờ ở Hoa Hạ võ đạo giới gặp qua. Cái này làm cho Giang Hải Sơn không khỏi được cả kinh thất sắc. Tốt kiếm khí bén nhọn, thấy lạnh cả người ngay tức thì bay lên tới. Bóng kiếm như mưa cuồng rơi xuống, cuốn sạch bát phương. Mắt thấy vậy từng đạo bóng kiếm cuốn tới, hắn không khỏi được trợn to hai mắt. Nếu như không phải là thực lực mình mạnh mẽ, dưới một kiếm này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành! Giang Hải Sơn bóng kiếm hoàn toàn biến mất, một cổ khí lãng đụng tới. Đạp đạp đạp!
hắn thân thể lui về phía sau ba bước, thậm chí quần áo đều bị vết kiếm xuyên thấu. Một kiếm dưới, hắn lại rơi xuống hạ gió. Giờ khắc này, không chỉ Giang Kiếm Phong và bà cụ kinh ngạc, thậm chí liền Giang lão gia tử trong mắt cũng hơi co rúm một cái, thoáng qua lau một cái phức tạp tâm trạng. Nghiệt chủng này thực lực, hắn lại vẫn đánh giá thấp. Giang Hải Sơn sắc mặt có cái gì không đúng, nhìn một cái bà cụ, nói thẳng, vừa động thủ một cái, người này thực lực không mạnh, nhưng là kiếm kỹ rất kinh người. Bà cụ gật đầu một cái, một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh hướng Diệp Thần phóng tới. Rầm 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 rầm. Từng đạo kiếm ý phá vỡ không khí, xé đi, khí tức cường đại bộc phát ra. Hai người không có chút nào nương tay, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Chỉ một trong nháy mắt, tiếng va chạm giòn giã, bên tai không dứt, đầy trời ánh lửa lóe lên. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm sát khí bùng nổ, không sợ chút nào. Hắn thậm chí đem huyết long tràn vào trong đó. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là tịch quyển chứ mưa to gió dữ thế, muốn càn quét toàn bộ Giang gia. Để cho hắn bất ngờ là, Giang Hải Sơn và bà cụ thực lực, nếu như bàn về cảnh giới tu luyện, lại trực bức ly hợp cảnh hậu kỳ. Và hắn chênh lệch cực lớn. Cho dù Diệp Thần kiếm kỹ mạnh mẽ, đối mặt hai cái cao cấp cường giả đỉnh cấp lực lượng, hắn cũng là hiển lộ mệt mỏi ý. Thân thể lại là không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng, thanh âm bén nhọn nổ tung, bỗng nhiên bây giờ, lau một cái ánh đỏ ném bay ra. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm lại tránh thoát. Giang Hải Sơn và bà cụ trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ và tim đi. Một khi đâm vào, Diệp Thần hẳn phải chết. Giang Kiếm Phong thần sắc biến đổi, vừa định đi giúp Diệp Thần, lại bị Giang lão gia tử bên người một vị cụ già chặn lại. Thiếu gia, không nên nhúng tay. Giang Kiếm Phong trừng mắt một cái lão gia tử, tức giận nói, ba, ngươi dùng hai người cao thủ đối phó Diệp Thần một người, đây cũng quá hèn hạ đi. Ngươi bây giờ hẳn có thể nhìn ra Diệp Thần trên người giá trị. Giết hắn, là Giang gia tổn thất. Thậm chí là Hoa Hạ võ đạo giới tổn thất. Giang lão gia tử con ngươi hơi co lại, hắn dĩ nhiên là phát giác Diệp Thần trên người giá trị, mới vừa muốn mở miệng để cho hai người dừng tay, một tiếng gầm thét rung động đất đai. Kiếm tới. Chỉ gặp tránh thoát Diệp Thần lòng bàn tay Trảm Long kiếm bay trở về đến Diệp Thần trong tay. Quay lại, Diệp Thần khí tức trên người hoàn toàn thay đổi. Thậm chí nhắm hai mắt lại. Giang Hải Sơn và bà cụ cảm giác được không đúng. Nhưng là cũng không có dừng tay. Sắc bén cấp tốc đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Một cổ là máu ý lan ra. Tiềm Long Trảm Thương Khung. Gầm thét vang khắp, mơ hồ bây giờ, một cái huyết long hư ảnh đột nhiên thoát ra, Trảm Long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Phá vỡ hết thảy. Kiếm ý sở trí đất, hoàn toàn nổ, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Huyết long lại là từng cơn gầm thét. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Động gió lớn, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Nhưng vào lúc này, Giang gia trận mang lóe lên, hốt hoảng Giang nữ dung vọt vào. Nhìn trước mắt hình ảnh, thân thể của nàng cứng ngắc. Bành! Diệp Thần một kiếm rơi xuống. Giang Hải Sơn và bà cụ kiếm trong tay trực tiếp hóa là đạo đạo mảnh vỡ. Lại là không ngừng tản ra. Coi như vậy, phá thiên kiếm ý căn bản không có dừng lại. Như một đầu rồng hung ác hướng hai người đụng đi. Hai người đã sớm phát giác không đúng, vừa định ngăn trở, nhưng phát hiện không còn kịp rồi. Một kiếm này thô bạo đến mức tận cùng. Phốc! Giang Hải Sơn và bà cụ khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng, lại là giống như diều đứt dây vậy bay ra. Bành! Hai người thân thể nặng nề nện ở Giang lão gia tử trước mặt. Mặt đất lõm xuống, lại là hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Giờ khắc này, biểu tình của tất cả mọi người tựa như hoàn toàn định cách. Ai có thể nghĩ tới Giang Hải Sơn và bà cụ lại đánh bại. Hai người này thực lực ở Giang gia mặc dù không tính là mạnh nhất. Nhưng cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển à. Mà bây giờ, tên nghiệt chủng kia một kiếm dưới, trọng thương hai người. Giang nữ dung sợ run tại chỗ, như chết yên lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần,
chặt chẽ nhìn chằm chằm. Nàng có chút không biết rõ trạng huống. Nàng tiến vào Giang gia nháy mắt, nàng rung động. Nàng nhìn thấy Giang Phong Hoa đầu lâu dữ tợn cùng với thi thể, càng thấy được mình nhi tử tự tay đem hai vị cao cao tại thượng cường giả lấy một kiếm chi tư trọng thương. Những thứ này chẳng lẽ đều là thần nhi làm? Nàng biết Diệp Thần võ đạo thực lực không tệ, nhưng là căn bản không biết có như vậy nghịch thiên a. Cùng lúc này, Giang ra cửa, như chưa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người toàn trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc ngây tại chỗ. Tất cả mọi người lại xem Diệp Thần, trong lòng chỉ có sợ hãi. Thậm chí bọn họ kiếm trong tay đều run rẩy. Cái này còn là trong truyền thuyết phế vật nghiệt chủng sao? Một kiếm phá hai người. Nếu như vậy Diệp Thần, đều là phế vật, bọn họ là cái gì? Bọn họ liền cứt cũng không tính à. Diệp Thần cảm giác được đan điền chân khí hoàn toàn biến mất, hắn yên lặng đem Trảm Long kiếm thu hồi, trong mắt lạnh như băng rơi vào Giang nữ dung trên mình, lại biến thành một tia ôn tình. Mụ, ngươi làm sao tới? Giang nữ dung trong chốc lát không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thanh âm run rẩy nói, thần nhi, ngươi tới Giang gia. Diệp Thần cười một tiếng, hướng Giang nữ dung đi tới, ta nói, đòi lại điểm nợ mà thôi. Bây giờ, liền bản mang tức cũng lấy về lại, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền giống như là một cái không có chuyện gì người vậy, chuẩn bị mang Giang nữ dung rời đi. Không người nào dám ngăn trở. Ngay tại hai người muốn bước vào trận pháp thời điểm, một đạo giày chi tiếng vang lên, ta có để cho các người đi sao? Nói chuyện chính là Giang lão gia tử. Diệp Thần bước chân ngừng lại, không có xoay người, nhàn nhạt nói, ngươi cũng phải cản ta. Đối với Giang lão gia tử, Diệp Thần giờ phút này không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng là đối phương thật không nhìn mẫu thân động thủ, hắn cũng biết vận dụng lá bài tẩy. Giang nữ dung nhưng là xoay người, đối với lão gia tử tràn đầy địch ý, nói thần nhi là vì ta mới như vậy, ngươi nếu như muốn động thần nhi, liền từ trên người ta bước qua đi. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Giang lão gia tử trên mình, bởi vì đối phương thái độ đại biểu kế tiếp đi về phía. Giang lão gia tử nếu như muốn giết Diệp Thần, dĩ nhiên là có thể làm được, Giang gia sâu viện mấy vị kia bế quan cường giả, còn không có ra tay. Thậm chí lấy Giang lão gia tử thực lực, cũng không Diệp Thần có thể ngăn trở. Giang lão gia tử nhìn một cái Giang nữ dung, sau đó ánh mắt gắt gao rơi vào vậy đạo lãnh ngạo hình bóng trên. Mấy giây sau đó, uy nghiêm thanh âm vang lên, Diệp Thần, chuyện hôm nay ta có thể không nhắc chuyện cũ, giống vậy. Chuyện đã qua cũng có thể quên mất, ta thậm chí có thể để cho các người một nhà bước vào Giang gia, khôi phục thân phận. Giờ khắc này, tất cả mọi người diễn cảm động lại. Lão gia tử lại thỏa hiệp. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có thỏa hiệp qua à. Chẳng lẽ là Diệp Thần thực lực chinh phục lão gia tử? Để cho hắn quên chuyện năm đó. Giang kiếm phong quả đấm cầm chặt, huyết mạch sôi trào, hắn trong lòng là từ trong thâm tâm mừng rỡ. Giang nữ dung cũng là đầu óc trống rỗng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, cái này uy nghiêm phụ thân lại thay đổi chủ ý. Cái này căn bản không là hắn phong cách à. Còn không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, lão gia tử thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng là, người phải giao ra ngày hôm nay thi triển tất cả võ. Nghe được câu này, Giang nữ dung và Giang kiếm phong nụ cười đọng lại, sắc mặt trắng bệch, nguyên lai lão gia tử xem trọng không phải Diệp Thần. Mà là Diệp Thần trên người bí mật. Quả thật, Diệp Thần bây giờ thực lực, là có thể bùng nổ lớn mạnh như vậy lực lượng, nguyên nhân lớn nhất chính là nghịch thiên kia võ. Nếu như võ kỹ này có thể bị Giang gia cường giả lấy được, hơn nữa tu luyện, tuyệt đối sẽ làm cho Giang gia thực lực cao hơn một tầng lầu. Cái này cụ già vẫn là coi trọng lợi ích à. Ngay tại lúc này, một chàng cười vang lên, thanh âm đến từ cái đó lãnh ngạo thanh niên. Loang lổ bóng cây đánh vào thanh niên trên mặt, không nhìn ra hắn tâm trạng. Đột nhiên, tiếng cười biến mất, Diệp Thần lên tiếng, ta chỉ nói ba câu, thứ nhất, người Giang gia thân phận, chúng ta không quan tâm. Thứ hai, người nếu như muốn truy cứu, ta Diệp Thần tùy thời phụng bồi. Thứ ba, cho ta một tháng, ta sẽ nói cho ngươi, Hoa Hạ Diệp gia, mới là kinh thành chân chính bá chủ. Mẹ, chúng ta đi. Nói xong. Diệp Thần kéo Giang nữ dung tay không vào trong trận pháp, biến mất ở Giang gia tầm mắt mọi người.
chỉ để lại hóa đá Giang gia mọi người. Giang lão gia tử sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Hắn đã cho Diệp thần và Giang nữ dung dưới bậc thang, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn không biết tương. Diệp gia, Hoa Hạ gia tộc cao cấp trong, liền không có một cái họ Diệp. Thằng nhóc này chẳng lẽ muốn ở kinh thành thành lập một gia tộc? Hoa Hạ chân chính bá chủ. Chỉ bằng cái này hai mẹ con. Nói vớ vẩn. Hoa Hạ những thứ này gia tộc cao cấp, cái nào không phải trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Người khác mấy ngàn năm tích lũy nội tình và thực lực, thằng nhóc này lại một tháng liền phải hoàn thành. Cuồng ngông. Tựa hồ nhận ra được Giang lão gia tử sắc mặt không đúng, một cái ông già mở miệng nói, lão gia, cái này Diệp thần chân thực quá ngông cuồng, lại vẫn muốn ở kinh thành thành lập Diệp gia, buồn cười. Lão gia có cần hay không vận dụng lực lượng kia xóa bỏ? Giang lão gia tử không nói gì, trên người uy nghiêm khí phóng thích mở. Lần này, hắn thật nổi giận. Giang Kiếm Phong thấy vậy, vội vàng mở miệng nói, ba, Diệp thần mới vừa nói chẳng qua là nói lấy, ngài cũng không suy nghĩ một chút, thành lập một cái gia tộc cao cấp làm sao có thể một tháng thời gian liền hoàn thành. Hắn lời này quá phù khoa, ngài cho ta một ngày thời gian, ta đi khuyên hắn một chút, hắn nhất định nguyện ý đem võ giao ra. Giang Kiếm Phong thật là phục Diệp thần. Tốt như vậy cơ hội tại sao không quý trọng đâu. Mặc dù lão gia tử yêu cầu hơi quá đáng, dẫu sao võ là võ giả bí mật, nhưng là đây không phải là có chỗ trống quay về sao. Diệp thần tại sao phải một gậy đánh chết. Giang lão gia tử nhìn một cái Giang Kiếm Phong, cuối cùng mở miệng, hạng người cuồng vọng như thế, ta đây là muốn xem hắn một tháng làm sao để cho Diệp gia thành là Hoa Hạ bá chủ. Hắn có thể hay không sống qua ba ngày đều là vấn đề. Kiếm Phong, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu như Diệp thần ở chiều mai 5 giờ trước không đến Giang gia giao ra vũ khí và bồi tội, tự gánh lấy hậu quả. Giang Kiếm Phong hơi biến sắc mặt, gật đầu liên tục, ba, Diệp thần nhất định sẽ tới, ngươi yên tâm. Hừ, Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ống tay áo huy động, trực tiếp hướng Giang trong nhà đi. Kinh thành đại học sư phạm, phòng học nhà trọ. Giang nữ dung cho Diệp thần rót một ly nước, không biết nên nói cái gì. Dẫu sao Diệp thần cho nàng rung động quá lớn. Suy tính hồi lâu, Giang nữ dung vẫn là quan tâm nói, thần nhi, trên mình ngươi không có bị thương gì chứ. Diệp thần lắc đầu một cái, mụ, ngươi yên tâm, những người đó không gây thương tổn được ta. Giang nữ dung muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Diệp thần gặp mẫu thân như thế do dự dự, liền nói, mụ, mới vừa rồi ta buông tha bước vào Giang gia cơ hội, người sẽ trách ta sao? Đây là Diệp thần lo lắng nhất, dẫu sao hắn biết Giang gia đối với mẫu thân mà nói, ý nghĩa phi phàm, mình đây không thể nghi ngờ là đứt mẫu thân trở về niệm tưởng. Giang nữ dung ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc nói, thần nhi, mụ không trách ngươi, ngược lại giúp đỡ ngươi. Giang gia đối với ta lại nói, thật không trọng yếu như vậy, 20 năm qua, Giang gia hoàn toàn rét lạnh mụ lòng. Nếu như người nọ không bổ sung thêm điều kiện mời chúng ta về nhà, ta có lẽ sẽ tiếp nhận. Nhưng là, ta nghĩ lầm rồi, người nọ cái này 20 năm qua căn bản không có đổi qua, ở hắn trong mắt, không có gì máu thịt thân tình, chỉ có lợi ích. Đối với võ giả mà nói, công pháp và võ là trọng yếu nhất, hắn như vậy sư tử xòe ra miệng, coi như người đáp ứng. Mụ vậy sẽ không đáp ứng. Diệp thần nghe được câu này, hắn thở dài một hơi. Phỏng đoán cái thế giới này, chỉ có mẫu thân mới có thể như vậy không chùn bước giúp đỡ con cái đi. Thần nhi, người mới vừa rồi ở Giang gia bên ngoài nói câu nói kia, có phải hay không có chút xung động? Giang nữ dung vẫn là quyết định đánh thức mình nhi tử. Người võ đạo thực lực rất mạnh, điểm này mụ không thể nghi ngờ. Nhưng là thành lập một cái gia tộc cao cấp cũng không phải là đùa giỡn, kinh thành thậm chí còn Hoa Hạ võ đạo giới thế cục đều đã vững chắc, các phe lực lượng hình thành chế ước hòa bình nhận định, người nếu như rất miễn cưỡng lao ra, tất nhiên sẽ chạm được một số người lợi ích, như vậy chỉ biết bất lợi. Giang nữ dung sinh ở mọi người tộc, mặc dù không vui tu luyện, nhưng là đối với đại cuộc vẫn là rất rõ ràng. Diệp thần con ngươi híp lại, từng chữ từng câu nghiêm túc nói, mụ. Ta không phải làm trò đùa, một tháng sau ngươi liền biết. Chúng ta người một nhà không cần Giang gia che chở, ta phải nói cho tất cả mọi người, Diệp gia mới là kinh thành gia tộc cao cấp. Giang nữ dung vẫn là có chút lo âu,
nàng trong lòng có vô số nghi hoặc. Thần nhi võ đạo thực lực tới từ nơi nào, hắn biến mất 5 năm đi nơi nào, vậy linh dịch vậy là cái gì đồ? Nàng lần đầu tiên cảm giác được trước mặt nhi tử có chút xa lạ. Thần nhi giờ phút này quá chói mắt. Diệp thần biết mẫu thân nghi ngờ trong lòng, hắn hết thảy cũng biết giải thích rõ, nhưng không phải bây giờ. Hắn để ly nước trong tay xuống, con người đen nhánh nhìn chằm chằm mẫu thân, hỏi, mụ, ngày hôm nay ngươi đi Giang gia rốt cuộc là vì chuyện gì, nếu như ta không đoán sai, có phải hay không và ba có quan hệ, ba hẳn không phải là Hồi Ninh ba liền chứ. Nghe được câu này, Giang nữ dùng ánh mắt lơ lửng không chừng. Diệp thần biết mình đã đoán đúng. Mụ, ngươi cũng biết ta thực lực, thả cầu Giang gia, không bằng dựa vào tự chúng ta, ngươi liền nói cho ta, ba rốt cuộc đi nơi nào. Giang nữ dùng tay nắm thật chặt, đã xuất mồ hôi, suy tính mười mấy giây, Giang nữ dùng khẽ cắn răng, hạ quyết tâm nói, thần nhi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ở ngươi chưa có hoàn toàn chuẩn bị trước, dù sao cũng không muốn tùy tiện hành động. Ngươi có thể đáp ứng hay không, nếu như đáp ứng, ta liền cùng ngươi nói thật. Diệp thần gật đầu một cái, ta đáp ứng. Được, thật ra thì từ u hồn ngục giam sau khi đi ra, Lâm Tuyệt Long xuất hiện, hắn mang đi ba ngươi, nói là muốn từ trên người hắn biết cái gì. Giang nữ dung lời nói vừa dứt hạ, Diệp thần sát khí trên người bao trùm mở. Lạnh như băng sát khí thậm chí để cho hắn phía sau vách tường đều nứt ra. Lâm Tuyệt Long. Lại là Lâm Tuyệt Long. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang nợ cũ còn không có coi là, lần này lại còn dám động thủ. Trong mắt hắn lóe lên hừng hực lửa giận, làm cho lòng người sợ hãi. Giang nữ dung nhận ra được con trai tức giận, liền vội vàng giải thích, thần nhi, người vậy đừng lo lắng, ba người đối với Lâm gia nhất định là có trọng yếu giá trị, bọn họ sẽ không tùy tiện tổn thương ba người, bây giờ việc cần kíp là phải biết ba người tung tích. Diệp thần rơi vào trầm tư, sau đó liền móc điện thoại ra, gọi cho ám điện Diệp Lăng Thiên, nhưng là Diệp Lăng Thiên một ngày nằm vùng, không có chút nào tin tức. Lâm Tuyệt Long giống như nhân gian bốc hơi vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Diệp thần có chút phiền não, lại gọi cho Long Hồn Lôi Thụ Vĩ, hắn chỉ ném ra một câu, Lôi Thụ Vĩ, Lâm Tuyệt Long mang đi ta phụ thân, ta nhất định phải biết tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Bên đầu điện thoại kia Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Diệp thần nghiêm túc như vậy giọng, chợt mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Lâm gia vị trí ở Hoa Hạ chính là một cái bí mật, ta là thật không biết. Bất quá, ta biết có một người chắc chắn biết. Ai? Diệp thần kích động nói. Số một vị kia, Hoa Hạ cao cấp quyền thế nhìn như và Hoa Hạ võ đạo giới không có quan hệ, nhưng là có ít thứ, chỉ cần ở Hoa Hạ đều cần bị án, Lâm gia vậy trốn không tránh được. Số một quyền hạn có thể tra xem Hoa Hạ hết thảy tin tức, nếu như ngươi muốn biết, chỉ có đi Trung Nam Hải gặp hắn. Diệp thần rơi vào trầm tư, sau đó liền móc điện thoại ra, gọi cho ám điện Diệp Lăng Thiên, nhưng là Diệp Lăng Thiên một ngày nằm vùng, không có chút nào tin tức. Lâm Tuyệt Long giống như nhân gian bốc hơi vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Diệp thần có chút phiền não, lại gọi cho Long Hồn Lôi Thụ Vĩ, hắn chỉ ném ra một câu, Lôi Thụ Vĩ, Lâm Tuyệt Long mang đi ta phụ thân, ta nhất định phải biết tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Bên đầu điện thoại kia Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Diệp thần nghiêm túc như vậy giọng, chợt mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Lâm gia vị trí ở Hoa Hạ chính là một cái bí mật, ta là thật không biết. Bất quá, ta biết có một người chắc chắn biết. Ai? Diệp thần kích động nói. Số một vị kia, Hoa Hạ cao cấp quyền thế nhìn như và Hoa Hạ võ đạo giới không có quan hệ, nhưng là có ít thứ, chỉ cần ở Hoa Hạ đều cần bị án. Lâm gia vậy trốn không tránh được. Số một quyền hạn có thể tra xem Hoa Hạ hết thảy tin tức, nếu như ngươi muốn biết, chỉ có đi Trung Nam Hải gặp hắn. Diệp thần nghe được số một vậy mấy chữ, con ngươi hơi co rúm một cái. Lần trước Lâm Tuyệt Long cái này ba chữ cũng là vị kia nói cho hắn. Đối phương không chỉ đối với Vân Hồ Sơn Trang chuyện như lòng bàn tay, đối với Hoa Hạ võ đạo giới cùng với tất cả gia tộc sự việc cũng cực kỳ rõ ràng. Phỏng đoán muốn biết Lâm gia vị trí, chỉ có tìm vị kia. Lôi Thụ Vĩ, người có thể giúp ta liên lạc vị kia sao? Ta muốn gặp hắn, Diệp thần hạ quyết tâm nói. Hắn vốn cho là vị kia sẽ không như thế dễ dàng gặp, lại không nghĩ rằng Lôi Thụ Vĩ nói thẳng, Diệp tiên sinh,
Vừa vặn, vị kia gần đây cũng phải gặp ngươi, ngày mai buổi sáng 10 giờ, sẽ có xe tới Kinh Thành Đại học Sư phạm đón ngươi, ngươi xem có không có ở đây. Gần đây vị kia hội nghị tương đối nhiều, nếu như Diệp tiên sinh bây giờ không có thời gian, vậy có thể phải chậm lại mấy tuần lễ. Diệp Thần suy tư mấy giây, đáp ứng nói, được, liền sáng mai. Điện thoại cúp. Diệp Thần đối với vị kia muốn gặp hắn không có quá nhiều bất ngờ, U Hồn Ngục Giam bị phá, lại thêm Kinh Thành Đại học Sư phạm sự việc, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ có người tiếp xúc mình. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới tiếp xúc lại là vị kia. Giang Nữ Dung gặp Diệp Thần cúp điện thoại, nàng mơ hồ bây giờ đoán được cái gì, hiếu kỳ nói, có tung tích. Diệp Thần gật đầu một cái, mụ, người yên tâm, vậy Lâm Tuyệt Long nếu như dám động ba ta, ta tất nhiên sẽ muốn hắn hối hận suốt đời. Giang Nữ Dung nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, nói, chỉ mong Lâm gia không có ghim người phụ thân, ta chân thực không nghĩ ra, người phụ thân chẳng qua là người bình thường, Lâm gia phải biết cái gì, hẳn bắt ta mới đúng, tại sao có người phụ thân. Nghe được câu này, Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ đến trong túi đá màu đen. Luân hồi mộ địa, trăm vị đại năng, cái này đủ để cho tất cả mọi người rình rập. Hơn nữa vật này là phụ thân cho hắn. Bất quá căn cứ con đường đi tới này hắn nắm giữ đồ, Lâm Tuyệt Long cũng không biết tảng đá kia tồn tại, càng giống như là đang tìm những thứ khác. Chẳng lẽ Ninh Ba Diệp gia có vấn đề? Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hỏi mẫu thân nói, mẹ, chúng ta nhà có gia phả các loại đồ sao? Tại sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua gia gia? Nãi nãi cái gì trực hệ thân thuộc? Giang Nữ Dung lắc đầu một cái, người già già nãi nãi qua đời tương đối sớm, theo ta nói biết, cũng chính là giống vậy người bình thường, mấy chục năm trước hơi có chút chút tiền, còn như còn lại đồ, ta cũng biết không phải rất rõ. Vậy ngươi có hay không cảm thấy Ninh Ba Diệp gia có quái dị địa phương? Cũng hoặc là chỗ thần bí? Còn nữa, Diệp gia có gia phả loại này đồ sao? Giang Nữ Dung không biết Diệp Thần hỏi như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là ngẫm nghĩ liền mấy phần, đột nhiên, nghĩ tới điều gì, đối với Diệp Thần nói, chỗ đặc thù thật là có mấy cái, thứ nhất, Diệp gia mặc dù ở Ninh Ba cắm rễ, nhưng là thật ra thì căn bản không phải Ninh Ba người. Thứ hai, chính là người gia gia nãi nãi là cùng đi đời, giống như hẹn định xong vậy, thậm chí không có dấu hiệu nào có thể nói. Thứ ba, bọn họ tang lễ, nghi thức có chút đặc thù. Ngày đó càng đã tới một đám người xa lạ, kỳ trang dị phục, nói là dựa theo Diệp gia triều đại quy củ, muốn táng tại gia đời đất, bọn họ và ba người nói mấy câu, cuối cùng ba người sẽ để cho bọn họ mang đi cho cốt. Diệp Thần nghe được lời của mẹ tiếng nói, chân mày co rút nhanh. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Ninh Ba Diệp gia lừa gạt tất cả mọi người. Thậm chí đối với toàn bộ Hoa Hạ vãi một cái dóc tổ. Mẫu thân linh căn vào huyết mạch nghịch thiên. Nếu như phụ thân thật là người bình thường huyết mạch và linh căn, vậy huyết mạch của mình và thiên phú tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng là từ luân hồi mộ địa mấy vị kia đại năng trong miệng tới xem, hắn tu vi mặc dù coi là thấp, nhưng là căn bản không phải cái gì phàm căn, mà là càng là nghịch thiên tồn tại. Thậm chí vượt qua mẫu thân. Có thể phụ thân tại sao không có nửa điểm tu vi? Chẳng lẽ phụ thân một mực đang ẩn núp? Cũng không đúng. Phụ thân và mẫu thân tình yêu bị Giang gia ngăn trở, nếu như phụ thân thật yêu mẫu thân, tuyệt đối sẽ không ẩn giấu thực lực. Như vậy có thể gặp, phụ thân là thật không biết hết thảy. Diệp Thần càng nghĩ càng nhức đầu, hắn gãi đầu một cái phát, Giang Nữ Dung gặp Diệp Thần như vậy, liền nói, thần nhi, đừng suy nghĩ, ngươi cùng ta đi xuống mua một ít thức ăn, trong chúng ta chưa cùng nhau làm chút đồ ăn, mụ còn không có hưởng qua tài nấu nướng của ngươi. Nàng mặc dù vậy lo lắng Diệp Thiên Chính, nhưng là nàng tin chắc chồng mình sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần đem phiền não trong lòng bỏ ra, gật đầu một cái, được. Cùng lúc đó, trận pháp đất, kinh thành Lâm gia, một nơi cổ kính gian nhà. Diệp Thiên Chính liền khốn ở chỗ này. Chỉ bất quá Lâm gia không có dùng bất kỳ vòng tay xích chân trói buộc, thậm chí liền cửa cũng rộng mở. Ở Lâm gia xem ra. Bọn họ căn bản khinh thường Diệp Thiên Chính chạy trốn. Diệp Thiên Chính tự nhiên vậy đã thử chạy trốn, nhưng là hắn mới vừa bước ra mấy bước, một cổ cực mạnh uy áp và trận pháp lực liền ngăn cản hắn. Hắn càng chạy, bị thương lại càng nặng. Thậm chí mấy lần hộc máu hôn mê. Cuối cùng, hắn buông tha.
hắn đem hết thảy hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nếu có thể đem hắn từ u hồn ngục giam trong cứu ra, tự nhiên vậy sẽ tìm được nơi đây. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Không lâu lắm, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, Lâm Tuyệt Long xuất hiện ở bên trong nhà. Hắn trên mình tản ra cực mạnh hơi thở, một khi đến gần Diệp Thiên Chính cũng cảm giác được hô hấp dồn dập, rất là khó chịu. Lâm Tuyệt Long đi tới bên cửa sổ, cánh tay duỗi một cái, ngoài cửa sổ một cái màu xám cho chim liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn không có xem Diệp Thiên Chính, nhưng nhàn nhạt nói người có giống hay không cái này chim. Không có tự do, bị ta Lâm gia vững vàng khốn ở lòng bàn tay. Diệp Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lâm Tuyệt Long tiếp tục nói, ta Lâm gia có thể chúa tể hoa hạ phần lớn người lệnh, người Diệp Thiên Chính không ngoại lệ, Giang Nữ Dung cũng không ngoại lệ, thậm chí Giang gia lão gia tử kia, giống như vậy, chỉ cần chúng ta muốn. Ở ta xem ra, người thậm chí còn không bằng cái này chim, nếu như không xứng, có thể liền là kết cục như vậy. Một giây kế tiếp, Lâm Tuyệt Long cánh tay một nặn, vậy dãy giụa chim là được là một đạo xương máu. Lâm Tuyệt Long đưa ra dính đầy máu tươi tay, nhìn xem, chợt cười lạnh nói, Diệp Thiên Chính, ta cuối cùng hỏi một lần, ban đầu ngươi phụ thân ở trước khi Lâm Trung, có hay không hướng ngươi giao phó cái gì? Cũng hoặc là cho ngươi cái gì? Nếu như không nói, ngươi kết quả giống như vậy, ta nhẫn nại là có hạn độ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.